Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hình ảnh của Thánh Luca chúng ta thấy cách nào đó đã phản ánh trang tin mừng mà chính Ngài viết lại và chúng ta cũng vừa nghe. Chúa gọi thêm, nhờ thêm nhiều người. Ngoài 12 tông đồ, Chúa gọi chọn thêm 72 môn đệ. Và biết rằng vẫn còn là thiếu, cho nên Chúa vẫn bảo các ông: lúa thì chín đã đầy đồng, nhưng thợ gặt vẫn còn ít. Và chúng ta thấy chính Thánh Luca, Ngài không nằm trong nhóm 12 tông đồ, chắc là trong nhóm 72 này. Và rồi khi bắt đầu cùng với các tông đồ để rao giảng tin mừng, rồi sau khi Chúa lên trời, Luca vẫn tiếp tục đi với các tông đồ như một người hỗ trợ để đi các nơi giúp cho các tông đồ trong việc loan báo tin mừng. Thì việc có thể các tông đồ chủ yếu là chính các ngài rao giảng, nhưng chúng ta cũng đã thấy Luca là người đã tiếp thu, mặc dù trong thời gian Chúa còn ở giữa loài người, Luca không trực tiếp đi theo và ở lại thường xuyên như các tông đồ. Nhưng rồi qua lời giảng dạy, rao giảng của các tông đồ, Luca đã cảm nhận được điều Chúa muốn nói với chính mình, rồi ông lại nhận ra được nhu cầu phải làm cho mọi người biết thêm về tin mừng. Các tông đồ có đi cũng chỉ đi được vài chục năm rồi cũng phải chết. Các môn đệ có đi thì chắc cũng là có đông hơn thì cũng đi trong một vùng đất rộng hơn thế thôi. Cho nên Luca lại nghĩ đến chuyện phải viết lại, phải ghi lại, rồi từ nơi các tông đồ lời Chúa được loan truyền, qua các sách tin mừng lời Chúa được mở rộng khắp nơi và mở cho đến chúng ta ngày hôm nay. Đấy, chúng ta thấy hình ảnh của một người môn đệ nghe lời mời gọi và thực hiện điều Chúa mong muốn. Thế thì chúng ta cũng thấy với Thánh Luca, trước tiên chúng ta cũng muốn trở thành những người
tùy khả năng của mình. Chúng ta không thể làm giống như các cha, các sơ, các thầy. Nhưng ở gia đình, ở giữa xã hội, bằng một chút sự cộng tác có khi cũng rất nhỏ bé, anh chị em giáo dân vẫn có thể trở thành những người thợ gặt trong cánh đồng. Và biết đâu có thể nói, nếu anh chị em có để ý, cái cánh đồng, cái góc ruộng ngay trong gia đình của anh chị em, có thể lúa cũng đã chín, mà nếu mà chính cha mẹ không lưu tâm thì có khi lại để rục, để hư, để mất đi vì chúng ta chưa thu hồi, chưa đem lại về cho Chúa. Đấy. Rồi bạn bè chung quanh, những người cùng làm việc chung, những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày, chúng ta đều có thể đem lời Chúa giúp hội thánh, đem lời Chúa đến cho họ. Và chắc chắn mỗi anh chị em có khi có những sáng kiến rất hiệu quả để làm cho gia đình đón nhận được tin mừng, như cách Luca nghe giảng rồi ghi lại rồi loan truyền, thì chúng ta anh chị em cũng có khi lại được soi sáng để có một cách nào đó để giúp cho gia đình đón nhận thêm lời Chúa, hiểu thêm lời Chúa, sống lời Chúa thêm tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta cũng mong muốn là lời Chúa và gương của Thánh Luca thúc đẩy chúng ta cộng tác nhiều hơn trong việc loan báo tin mừng. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong bài trích thư thứ hai gửi của Thánh Phaolô gửi cho người môn đệ yêu quý của Ngài là Thánh Timôthê, lúc đó có thể đang làm giám mục ở một cộng đoàn nào đó, chúng ta biết được một cái chi tiết, đó là chỉ còn một mình Thánh Luca ở với Thánh Phaolô. Thánh Luca có lẽ là một người Hy Lạp, dựa vào cái văn mà Ngài sử dụng trong sách Phúc Âm thứ ba và sách Công Vụ Tông Đồ, một thứ văn chương Hy Lạp khá là nhuần nhuyễn và rất hay, qua những câu chuyện mà Thánh Luca kể lại trong Phúc Âm. Và có một chi tiết chúng ta thấy được là Ngài không phải là người đi theo Thánh Phaolô ngay từ đầu trong sách Công Vụ Tông Đồ, mãi đến chương thứ 16 chúng ta thấy một sự chuyển đổi về cách trình bày. Trước đó Ngài trình bày về phái đoàn truyền giáo của Thánh Phaolô như là một những người ở ngôi thứ ba, tức là kể về chuyện người khác. Đến chương thứ 16 câu 10 bỗng nhiên Ngài đổi giọng là chúng tôi, Thánh Thần thúc đẩy nên chúng tôi đi tới miền Macedonia. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, những cái chi tiết có vẻ nhỏ nhưng nó rất lý thú, và nó cho chúng ta thấy được một cả một sinh hoạt của giáo hội rất rầm rộ ngay từ thời ban đầu. Trong thư của Thánh Phaolô chúng ta thấy Ngài sai các môn đệ của Ngài đi nhiều nơi, làm nhiều công tác, chứng tỏ rằng công việc truyền giáo ngay từ lúc đó rất nhộn nhịp và rất nhiều việc phải làm. Và cũng không kém những sự khó khăn, thách thức, cũng không thiếu những người môn đệ bỏ cuộc, phản lại thầy mình. Nhưng dù là những thử thách đó, công việc truyền giáo vẫn được tiếp diễn. Và nơi Thánh Luca thì chúng ta không thấy Ngài giảng dạy gì, nhưng Ngài đã cần mẫn làm việc.
ngay từ đầu phúc âm, xin lỗi, đầu sách công vụ tông đồ, Ngài viết: Thưa Ngài Teophile. Teophile là ai? Có thể là một nhân vật cụ thể nào đó, nhưng theo cái tên gọi, có thể đó là một nhân vật tượng trưng. Teophile theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là người yêu mến Thiên Chúa, người tìm kiếm Thiên Chúa. Và như thế Thánh Luca có ý viết phúc âm và viết sách công vụ tông đồ cho bất cứ những ai thành tâm thiện chí. Trong phúc âm theo Thánh Luca và sách công vụ, chúng ta thấy Ngài hướng tới thế giới Hy Lạp là những người thuộc dân ngoại, và giờ đây Ngài muốn loan báo tin mừng Chúa Kitô cho những người dân ngoại đó bằng, không phải bằng lời rao giảng, mà rao giảng bằng chữ viết. Lời nói thì bay đi, còn chữ viết thì còn mãi. Và chúng ta thấy Ngài làm việc rất cẩn mẫn. Ngài nói Ngài đã thu thập rất nhiều tài liệu, tra tìm hiểu một cách cặn kẽ để viết lại một cách chính xác theo thứ tự, để rồi những người thành tâm thiện chí có thể nhận biết được những điều mà được rao giảng ở đây là xác thực. Chúng ta ngày hôm nay đang hướng về công việc truyền giáo. Chúng ta thấy được để có thể truyền giáo thì cũng phải có một lòng say mê và tìm hiểu cặn kẽ về lời rao giảng, về tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đối với chúng ta ở đây là gì? Thưa, đó là học hỏi giáo lý, là suy niệm cầu nguyện với phúc âm, với lời Chúa, và học hỏi một cách chuyên sâu về Kinh Thánh nữa. Đó chính là những điều mà chúng ta ngày hôm nay vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Mừng kính Thánh Luca, chúng ta hãy nhớ lời Ngài thúc đẩy chúng ta ngày hôm nay, đó là hãy học hỏi về Chúa Kitô qua việc học hỏi giáo lý và học hỏi Kinh Thánh. Điểm thứ hai chúng ta suy nghĩ ở đây, suy niệm ở đây, đó chính là sứ điệp truyền giáo mà Ngài thuật lại trong tin mừng mà Ngài viết cho chúng ta. Trong ba phúc âm nhất lãm, tức là phúc âm theo Thánh Matthew, Marco và phúc âm Luca, đều thuật lại việc Chúa sai 12 tông đồ đi rao giảng, nhưng chỉ có một mình Ngài ghi lại việc Chúa chọn 72 môn đệ và cũng sai đi rao giảng. Việc chọn 72 môn đệ trong phúc âm Thánh Luca được ghi lại sau việc chọn 12 tông đồ. Và mệnh lệnh truyền giáo, Chúa Giêsu truyền lệnh cho 72 môn đệ không khác với mệnh lệnh Chúa truyền dạy 12 tông đồ. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người trong nhóm 72 này cũng không thể bảo rằng mình không có trách nhiệm trong việc truyền giáo, nhưng được giao cho công việc không khác các tông đồ. Rồi thứ hai nữa, 72 môn đệ này được sai đi từng hai người một đến những nơi mà Chúa sẽ đến. Tức là có tới 72 người, có nghĩa là 36 nhóm. Nếu chúng ta đặt mình vào trong bối cảnh truyền giáo thời đó, chúng ta sẽ thấy là công việc truyền giáo thời Chúa Giêsu đã lan rộng rất nhiều và có hệ thống. Nếu chúng ta học Kinh Thánh thêm một chút, chúng ta thấy rằng đây là chính là cái giai đoạn mà Chúa Giêsu giảng dạy tại Galilee và bắt đầu hướng về Jerusalem. Hướng về Jerusalem nghĩa là hướng về cuộc thương khó. Công cuộc truyền giáo có hệ thống và có một định hướng, đó chính là loan báo tin mừng về Chúa Giêsu Kitô chịu chết và sống lại. Loan báo tin mừng không chỉ cho người Do Thái,
mà cả cho các dân ngoại ngay lúc đó. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta còn rất nhiều điều phải suy gẫm để thúc đẩy chúng ta trong công cuộc truyền giáo. Ngày hôm nay tôi xin dừng lại ở một điểm này, đó là việc ghi nhận lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Khi chọn 12 tông đồ, Thánh Matthew cũng nói lên câu này: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Ngày hôm nay giáo phận chúng ta hân hoan có thêm được 6 linh mục mới, trong đó 2 thuộc dòng mẹ Chúa cứu chuộc và còn 4 là linh mục giáo phận. Điều đó muốn nói lên đúng là thợ gặt thì ít. Nhưng đó là khi chúng ta cứ nghĩ rằng việc gặt lúa trong cánh đồng truyền giáo là của các linh mục thì quá ít. Nhưng ngày hôm nay khi chúng ta mừng lễ Thánh Luca, chúng ta hãy nhớ rằng ngoài 12 tông đồ, Chúa còn chọn tới 72 môn đệ. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta, bất kể già trẻ lớn bé, chúng ta đều được mời gọi vào công việc loan báo tin mừng. Nếu như chúng ta đọc phúc âm Thánh Luca, chúng ta sẽ thấy Thánh Luca còn ghi lại những người phụ nữ cũng ở trong đoàn truyền giáo với Chúa Giêsu. Và nhất là trong sách Công vụ Tông đồ, sau khi Chúa về trời, các môn đệ tụ tập trong nhà tiệc ly chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống, thì trong đó cũng được kể tên 12 tông đồ, xin lỗi lúc đó còn có 11, và những người anh em họ hàng với Chúa Giêsu, và có cả các phụ nữ, rồi có cả Đức Maria. Ngày hôm nay chúng ta hãy xin Chúa thúc đẩy chúng ta nhớ rằng mỗi một người chúng ta đều được mời gọi để tham gia vào công việc loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng trước tiên đó là loan báo sự bình an. Vào nhà nào, hãy nói bình an cho nhà này. Chúng ta hãy là những sứ giả của hòa bình. Có mặt chúng ta ở đâu thì ở đó phải có sự bình an, phải có sự hòa bình, một sự hòa bình, sự bình an của Đức Kitô. Và sự bình an đó phải tràn ngập trong tâm hồn chúng ta, nhờ chúng ta biết kết hiệp với Chúa, để rồi mỗi một lời nói, việc làm của chúng ta, chúng ta cũng đều chia sẻ sự bình an đó cho anh chị em tiếp xúc với chúng ta. Hãy ngước mắt nhìn cánh đồng lúa chín để thấy khẩn trương thu hoạch. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tin mừng Thánh Luca hôm nay cho thấy Chúa Giêsu không chỉ chọn 12 tông đồ nhưng còn chọn nhiều môn đệ khác để huấn luyện và sai đi. Điều nó nói lên ngoài 12 tông đồ, Chúa còn chọn đông đảo những ai tin vào tin mừng để Ngài huấn luyện và sai đi. Nói cách khác, Ngài sai tất cả mọi Kitô hữu đi loan báo tin mừng. Như vậy bản chất của người Kitô là thừa sai. Người thừa sai là những người mà Chúa sai đi từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Điều đó nói lên việc loan báo tin mừng là việc của hội thánh. Theo Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả Giáo Hoàng nói, Chúa sai môn đệ từng hai người đi rao giảng là người kín đáo nhắc nhở chúng ta rằng
Ai không có đức ái với tha nhân thì tuyệt đối không được lãnh nhiệm vụ giao giảng tin mừng. Chúa sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành và các nơi mà người sẽ đến. Chúa đến sau những người sai đi giao giảng. Lời giao giảng đi trước, rồi Chúa đến ngự trong tâm trí chúng ta. Nói khác đi, lời khuyên nhủ đi trước, chuẩn bị cho tâm trí đón nhận sự thật là Đức Kitô. Điều đó cũng nói cho chúng ta biết, người môn đệ có trách nhiệm chuẩn bị các tâm hồn để họ đón nhận chính Chúa, chứ không phải đón nhận người môn đệ. Nếu không rõ mục đích của người Kitô hữu, nhiều người chúng ta cứ lao vào hết việc này đến việc khác để hoạt động và nói rằng để phục vụ, nhưng nhìn lại họ có đón nhận được Đức Giêsu Kitô và ân sủng của người không, hay người môn đệ cứ lao như con thiêu thân? Dấu hiệu những người gặp được Đức Kitô là chân thành mình gặp mình. Dấu hiệu những người gặp được Đức Kitô là đón nhận ơn tái sinh. Dấu hiệu những người gặp được Đức Kitô là nảy sinh tình đệ huynh. Đó là kết quả của công cuộc loan báo. Thưa cộng đoàn phụng vụ, để các môn đệ nhận thấy sự bức thiết phải dấn thân loan báo tin mừng, Đức Giêsu bảo hãy ngước mắt nhìn lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúa chín nếu không khẩn trương ra gặt, mưa đầu mùa dễ bị trắng tay. Lúa chín không ra gặt, bão gặp mưa sẽ rụng hết. Lúa chín không ra gặt sẽ bị chuột bỏ phá hết. Đó là một sự thật trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Nhìn vào cánh đồng thiêng liêng ngay trong môi trường chúng ta sống, quê hương chúng ta chẳng hạn, chúng ta thấy có vô số những điều mà phải sốt ruột vì hiện tượng vô tín tràn lan ngay trong gia đình họ tộc họ mạc chúng ta. Có những người sống đức tin như vô tín. Thanh thiếu niên nhi đồng lao vào học hành, lao vào công việc kiếm tiền, lao vào sự nghiệp, không còn thời gian đọc kinh cầu nguyện ban sớm ban tối, thậm chí không có cả thời gian tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Từ đó hiện tượng ly thân ly dị trong nhiều gia đình đã đang xảy ra ở trong nhiều xứ họ, ngay cả trong những giáo xứ cựu trào. Rõ ràng những cánh đồng lúa đang chín đợi chờ thợ ra gặt. Chúa Giêsu biết những gì nguy hiểm người môn đệ phải đương đầu khi loan báo tin mừng, nên Ngài nói với các ông: Thầy sai chúng con đi như con chiên đi vào giữa bầy sói. Ngược lại, Chúa cũng đề phòng các ông hai điều. Một là đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Có nghĩa là đừng quá lo lắng nhiều về phương tiện sinh sống sẽ ngăn cản các ông dành mọi cố gắng cho công cuộc loan báo tin mừng. Hai là đừng chào hỏi ai dọc đường. Chúa không dạy các ông bất lịch sự, Ngài chỉ muốn các môn đệ biết tính khẩn cấp của việc rao giảng tin mừng. Đừng trò chuyện lan man vô ích, đừng làm mất thời gian. Ngài cũng nhấn mạnh người môn đệ phải là sứ giả của bình an,
vào bất cứ nhà nào trước tiên hãy nói bình an cho nhà này, chứng tỏ tin mừng cứu độ được trao tặng cách vô điều kiện cho mọi người. Về khía cạnh đừng tìm kiếm những sự thế gian, không có nghĩa là người môn đệ sống bất cần những nhu cầu cần thiết. Nhưng ý Chúa muốn căn dặn các môn đệ không được đòi hỏi, nhưng họ sẵn sàng ăn sử dụng những gì mà người ta trao tặng. Điều này nhiều khi người môn đệ phải tập luyện ăn uống theo nền văn hóa vùng miền. Bổn phận chính yếu của người môn đệ là làm cho triều đại nước Thiên Chúa mau đến qua bổn phận chữa lành. Xin Chúa cho chúng con có con mắt nhìn của Chúa, nhìn vào đời sống đạo hôm nay trong môi trường sống bắt đầu từ gia đình, họ tộc, quê hương chúng con, rồi bắt đầu từ môi trường chúng con đang sống, nhìn ra để nhận thấy cánh đồng lúa đã vàng đang chờ đợi thợ gặt khẩn cấp. Xin cho chúng con dám dấn thân nhiệt thành vào đời sống siêu thoát để trở thành thợ chuyên chăm như Chúa mong muốn và giáo hội đang cần. Amen. Kính thưa cộng đồng phụng vụ, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ mừng kính Thánh Luca. Thật là ý nghĩa khi mà chúng ta mừng kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, liền sau thánh lễ Chủ Nhật, cầu cho công cuộc truyền giáo, cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng cho muôn dân. Và thật ý nghĩa hơn khi bài Tin Mừng ngày hôm nay theo Thánh Luca cũng nói cho chúng ta về sứ mạng truyền giáo. Thánh Luca cho chúng ta thấy một hình ảnh thật đẹp về công cuộc truyền giáo. Một nhóm rất đông gồm 72 môn đệ được Chúa Giêsu đích thân chỉ định sai đi từng hai người một. Hình ảnh 72 môn đệ nói cho chúng ta về sự phong phú của đời tu nam cũng như nữ trong giáo hội, và nhất là tại giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, sứ mạng truyền giáo lại không phải chỉ riêng cho những người dân mình cho Chúa, nhưng đó là trách nhiệm của tất cả mọi Kitô hữu. Trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng sự nên thánh và sứ mạng truyền giáo là những khía cạnh bất khả phân ly của ơn gọi dành cho mọi người đã chịu phép rửa tội. Như vậy, Thiên Chúa đã ban đức tin cho người chịu phép rửa tội, và một khi đã là một Kitô hữu thì phải có đức tin. Thế nhưng một Kitô hữu chỉ có đức tin thôi thì chưa đủ, còn phải sống đức tin đó nữa, nghĩa là phải thể hiện đức tin ấy trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì thế mà Thánh Gia-cô-bê tông đồ quả quyết: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy chân dung của một người môn đệ Chúa Giêsu sống đức tin trong sứ vụ rao giảng tin mừng, tức là tin vào lời Chúa dạy khi đi rao giảng tin mừng, tức là phải sống tinh thần khó nghèo, đem đến sự bình an và làm cho triều đại Thiên Chúa được hiển trì ngay giữa thế gian này. Chúa muốn nhà truyền giáo phải dựa vào ơn Chúa trước nhất, dựa vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của các phương tiện vật chất. Chính ơn Chúa mới đem lại sự bình an, thanh thoát trong tâm hồn. Sự từ bỏ, quên mình hoàn toàn mới chu toàn được sứ vụ rao giảng. Đi truyền giáo mà đầy dẫy với những thứ cồng kềnh vướng bận thì khó mà toàn tâm toàn ý lo cho sứ vụ. Và khi đi rao giảng tin mừng, Chúa muốn các môn đệ đem bình an đến cho mọi người. Chúng ta thấy rằng sứ điệp bình an đã được các thiên thần hát lên trong ngày Chúa Giáng sinh. Và bây giờ khi sai các môn đệ đi truyền giáo, tiên vàng hãy đem bình an đến cho mọi người.
Sự xuất hiện của các chứng nhân tin mừng là đem đến cho mọi người sự bình an đích thực của Chúa, phá tan những lo âu, chia rẽ, hận thù. Và Chúa cũng muốn các môn đệ hãy rao giảng rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Hãy nói với họ rằng nước trời đã gần đến. Rao giảng tin mừng là làm cho muôn dân trở thành môn đệ, trở thành con cái Chúa, trở thành anh em một nhà. Và như vậy, vương quốc nước trời đã chính thức hình thành ngay trên trần gian này. Kính thưa cộng đồng phụng vụ, cùng với các môn đệ Chúa Giêsu, mọi người chúng ta ngày hôm nay cũng được mời gọi sống sứ vụ rao giảng tin mừng bằng đời sống thanh bần, đơn sơ phó thác, xây dựng sự hợp nhất bình an và làm cho nước Chúa được lớn mạnh ngay trong môi trường mà chúng ta đang sống. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng. Ngài là một người loan báo tin mừng thanh thoát, quảng đại, hy sinh, giàu lòng thương xót và trung thành. Ngài chính là bạn đồng hành hay cộng sự viên rao giảng tin mừng rất đắc lực của Thánh Phaolô. Mừng kính Ngài, chúng ta hãy cầu nguyện cho mình có được tinh thần thanh thoát, quảng đại và trung kiên trong việc sống đức tin của mình hàng ngày. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay mừng lễ Thánh Luca, tông đồ thánh sử. Chúng ta dừng lại một vài giây lát để chúng ta chiêm ngắm cuộc đời và sứ mạng của Thánh Luca. Thánh Luca là người Hy Lạp và gốc dân ngoại. Ngài đã trở lại và trở thành tông đồ bạn và là người đồng hành trung tín của Thánh Phaolô. Như chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1, Dema, Gresen và Tito đều rời Phaolô. Và Thánh Phaolô nói một câu rất là bi ai: chỉ còn Luca ở với cha. Điều đó cho thấy Luca là một con người rất trung tín và trung thành với Thánh Phaolô. Và Ngài chính là tác giả của hai tác phẩm nổi tiếng trong bộ Tân Ước, đó là Tin Mừng thứ 3, Tin Mừng Thánh Luca và sách Công vụ Tông đồ. Với sách Tin Mừng Luca, Thánh Luca đã trình bày cho dân ngoại biết về ơn cứu độ phổ quát và đại đồng. Và tin mừng của Ngài trước hết là tin mừng về niềm vui. Khởi đầu tin mừng là niềm vui của Zacharia, niềm vui của Maria, niềm vui của Gioan Tẩy Giả. Tin mừng của Thánh Luca cũng là tin mừng về sự tha thứ với hai nhân vật nổi tiếng, đó là ông Gia-kêu và người trộm lành trên thập giá được Chúa Giê-xu tha thứ. Đây là một điểm rất đặc biệt. Tin mừng Thánh Luca cũng là tin mừng về đời sống cầu nguyện. Ngài nêu gương cầu nguyện tuyệt hảo của Chúa Giê-xu như một con người cầu nguyện để các Kitô hữu noi theo. Tin mừng Luca cũng là tin mừng về phụ nữ, bởi vì chỉ có Luca mới nói rõ vai trò của phụ nữ là những người đi theo cộng tác với Chúa Giêsu trong hành trình rao giảng tin mừng. Tin mừng Luca cũng là tin mừng về lòng thương xót với ba dụ ngôn nổi tiếng là dụ ngôn người cha nhân hậu, đồng bạc bị đánh mất và con chiên lạc. Thánh Luca đã diễn tả khuôn mặt Thiên Chúa là đứng giàu lòng xót thương, luôn đợi chờ và sẵn lòng tha thứ. Tin mừng Luca cũng là tin mừng cho người nghèo, nghèo về vật chất, nghèo về tinh thần, cho nên Ngài luôn luôn nói đến người nghèo sẽ được ơn cứu độ và Thiên Chúa sẽ yêu thương họ. Như vậy chúng ta thấy Thánh Luca đã để lại cho chúng ta những điều chân lý về Thiên Chúa và những phương thức để chúng ta tìm đến ơn cứu độ. Như bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa sai 72 tông đồ đi trước Chúa, nghĩa là dọn đường, dọn tâm hồn cho người ta đón nhận Chúa. Thánh Luca mặc dù không được nghe trực tiếp Chúa Giêsu giảng, nhưng qua tông đồ Phaolô, Ngài đã ghi lại pho sách tin mừng để cho chúng ta được chuẩn bị đón nhận ơn cứu độ. Và Thánh Luca cũng viết lại tác phẩm sách Công vụ Tông đồ để trình bày sự tiến triển của giáo hội và đề cao vai trò của Chúa Thánh Thần. Hôm nay mừng lễ Thánh Luca Tông đồ, chúng ta không được nghe trực tiếp Thánh Phaolô giảng
và kể chuyện về Chúa Giêsu, nhưng qua lời của Chúa chúng ta cũng được nghe, được suy niệm. Ước gì mỗi người chúng ta cũng trở nên một thánh sử tin mừng, không phải viết lại bằng sách vở bút mực, mà viết lại bằng chính đời sống chứng tá của chúng ta, để chúng ta dọn tâm hồn cho nhiều người đến với Chúa, đến gặp gỡ Chúa, và nhất là qua chứng tá của chúng ta lôi kéo mọi người đến cùng Chúa, bởi lời nói thì lung lay, còn gương bày thì lôi cuốn. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Luca tông đồ, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng trở nên tông đồ của Chúa qua những cuộc sống đời thường của chúng ta, để mỗi người chúng ta trở nên hòa ảnh của Chúa ngay giữa cuộc sống đời thường này. Kính thưa ông bà và anh chị em, cùng với giáo hội, chúng ta dâng thánh lễ mừng Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng thứ ba. Thánh Luca là người ngoại giáo, vì thánh nhân là người Hy Lạp. Ngài là môn đệ của Thánh Phaolô. Ngài tháp tùng với Thánh Phaolô trong nhiều chuyến đi truyền giáo. Ngài tháp tùng với tư cách là một thầy thuốc. Nhờ sự hướng dẫn của Thánh Phaolô và sau khi thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô, Thánh Luca đã trở lại Kitô giáo và trở thành nhà truyền giáo trước khi viết sách Tin Mừng thứ ba và sách Công Vụ Tông Đồ. Phúc âm trong thánh lễ hôm nay trích từ sách Tin Mừng của Thánh Luca, thuật lại vì Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi truyền giáo. Thánh Luca là một nhà truyền giáo. Ngài thi hành sứ vụ rao truyền Chúa Kitô cách rõ ràng, cách rõ nét hơn từ sau khi Thánh Phaolô qua đời. Bài Tin Mừng của Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe, ta có cảm tưởng Thánh Luca ghi lại những dòng chia sẻ bằng tất cả kinh nghiệm của một nhà truyền giáo đi trước gửi cho thế hệ đi sau. Thánh Luca là dân ngoại được trở lại đạo Chúa Kitô, cho nên Ngài biết rõ dân ngoại cần gì, muốn gì và khao khát những gì. Cho nên sách Tin Mừng của Thánh Luca còn được gọi là sách Tin Mừng cho dân ngoại. Và với tư cách một người đã từng tham gia truyền giáo, Ngài chỉ cho thế hệ kế thừa cần phải làm thế nào để tin mừng Chúa Kitô đến được với lương dân, và làm những gì để giúp cho những ai chưa nhận biết Chúa có thể tin nhận và trở lại với giáo hội Chúa Kitô. Trước tiên, Thánh Luca cho biết ra đi truyền giáo là một ơn gọi. Nếu là ơn gọi thì phải được chọn, đào tạo và sai đi. Chính Chúa Giêsu cũng đã chọn các môn đệ, đào tạo các ông, và đích thân Chúa Giêsu sai từng hai người một ra đi vào sứ vụ. Truyền giáo là việc làm của Chúa và cho Chúa, cho nên không thể chủ quan phàm trần hay tùy tiện sơ sài về nhân sự. Để tin mừng Chúa Kitô được biết đến, rất cần người dấn thân rao giảng. Để có nhiều người ra đi rao giảng, giáo hội và người của giáo hội cần phải biết cầu xin, vì đây là ơn gọi. Ơn gọi là ân ban, mà ân ban thuộc về Thiên Chúa. Thánh Luca cho biết chính Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ tha thiết cầu xin Chúa Cha để Người ban cho nhiều người được ơn rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa của Người. Tuyển chọn và đào tạo người rao giảng tin mừng là cần thiết, nhưng để việc tuyển chọn và đào tạo hiệu quả thì cả người đào tạo lẫn người lẫn nhà đào tạo phải biết cầu xin, vì chính Chúa mới là người thầy, người tuyển chọn và người sai đi. Chính Chúa mới là người dạy cho ta biết thế nào là loan báo tin mừng cứu độ của Chúa. Người loan báo tin mừng của Chúa theo Thánh Luca là người mang lại sự bình an. Vào nhà nào, các con hãy nói bình an cho nhà này. Sự hiện diện của người môn đệ là sự hiện diện của Chúa Kitô.
sự hiện diện của sự bình an, hiệp nhất và yêu thương. Người loan báo tin mừng của Chúa theo Thánh Luca còn là người ý thức thi hành sứ vụ rao truyền Chúa Kitô một cách cấp bách, khẩn thiết, không chần chừ. Cấp bách như vụ mùa đang rộ chín vàng chờ đợi Ngài gặt về. Cấp bách đến độ không còn thời gian để chào hỏi ai dọc đường, không còn nhiều thời gian để đi từ nhà này sang nhà khác. Công việc cấp bách như thế, hành trang của người ra đi rao giảng tin mừng luôn phải gọn nhẹ, không mang bao bì, không mang giày dép, không mặc hai áo, không mang túi tiền, vân vân. Hành trang duy nhất mà người môn đệ phải mang theo đó chính là Đức Kitô. Đức Kitô vừa là nội dung rao giảng, vừa là niềm hy vọng cậy trong tin tưởng và phó thác của môn đệ khi thi hành sứ vụ. Thánh Luca ghi lại một cách không che giấu về số phận của người loan báo tin mừng, một sứ vụ đầy khó khăn, gian nan, thử thách và hiểm nguy, như chiên con đi vào giữa sói rừng. Chúa Giêsu là vị thầy rao giảng tin mừng. Ngài đã đánh đổi mạng sống mình để tin mừng cứu độ của Chúa Cha đến với nhân loại. Xin Thánh Luca cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta luôn biết yêu mến Chúa và tha nhân, đặc biệt những người chưa biết Chúa. Bao lâu còn người chưa nhận biết Chúa, bấy lâu trách nhiệm rao giảng tin mừng vẫn chưa hoàn thành. Chúa Giêsu nói, làm thờ thì đáng được trả công. Chắc chắn Chúa sẽ trả công nước trời xứng đáng cho những ai trung thành làm chứng và loan báo tin mừng cứu độ của Chúa cho anh chị em mình. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài tin mừng hôm nay nói đến việc truyền giáo. Trước tiên, việc truyền giáo không phải là chỉ nhiệm vụ của 12 tông đồ. Cụ thể trong bài tin mừng hôm nay, ngoài nhóm 12, Chúa Giêsu còn chỉ định 72 người khác và sai các ông đi truyền giáo. Theo sách Sáng Thế, con số 72 là con số biểu trưng chỉ tất cả các dân tộc trên trái đất. Nghĩa là việc truyền giáo là việc của mọi người Kitô hữu, không phải chỉ riêng của linh mục tu sĩ. Phạm vi truyền giáo cũng vậy, cũng rộng mở ra hết mọi người trên thế giới, chứ không giới hạn người nào. Truyền giáo cho cả kẻ thù của mình nữa, truyền giáo cho những người mình ghét mình, chứ không phải chỉ người mình thương đâu. Mà thường người ta thích truyền giáo còn gần, nhớ khỏe đi không xa. Đó là thích, nhưng mà không, Chúa mời gọi chúng ta mở ra. Và việc truyền giáo như lời Chúa dạy trong bài tin mừng hôm nay cũng phải tiến hành từng bước một. Bước thứ nhất là hãy xin, hãy cầu nguyện. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ đi gặt lúa về. Bước đầu tiên là phải xin. Cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều thợ gặt hay nhiều người truyền giáo. Cầu nguyện cho thợ gặt cũng là cầu nguyện cho mỗi người chúng ta ngày càng nhiệt thành hơn. Cầu nguyện cho việc truyền giáo tốt hơn, hiệu quả hơn, cho nhiều các linh hồn sớm nhận biết Chúa. Thiệt ra cái việc truyền giáo đó, nó không phải là cái việc gì bự đâu. Nhưng mà việc truyền giáo chẳng phải nói cho ta biết sự thật. Người nào cho ta biết sự thật rằng ai yêu thương họ, người nào đang giúp họ. Ví dụ như có một người đang bị cấp cứu, họ không say mê, không biết hết, nhưng mà họ được một người lạ, họ cứu chữa, lo tròn do hết, rồi đem về. Sau đó người tỉnh lại, mình là người thấy sự việc đó, mình nói cho họ, cái anh đó cứu anh đó, để cho họ biết ơn thôi. Thì bây mình truyền giáo mà giúp cho ta biết ơn Chúa thôi. Ta biết Chúa, biết cảm nghiệm Chúa. Đó là một phần giúp cho người khác nhận ra đấng ban ơn cho họ, chăm sóc họ, cứu chữa họ. Đó là động lực đầu tiên, giúp cho ta biết ơn. Bước thứ nhất là cầu nguyện. Là bước này là bước nền tảng và rất cần thiết cho việc truyền giáo. Việc truyền giáo sẽ không gặt được kết quả nếu thiếu cầu nguyện. Mẫu gương của bước này chính là Thánh Teresa hài đồng Giêsu mà chúng ta đã biết.
một nữ tu dòng kín nhưng được chọn làm thánh bổn mạng các sứ truyền giáo qua lời cầu nguyện và hy sinh hàng ngày cho các linh hồn. Bước thứ hai là ra đi và lao mình vào những nơi nguy hiểm như lời Chúa nói trong bài tin mừng hôm nay. Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi giữa bầy sói. Việc truyền giáo luôn là việc khó khăn, nguy hiểm. Làm việc truyền giáo có thể thiệt hại cả tiền của, sức khỏe, danh dự, chịu thiệt thòi, chịu sỉ nhục và cả tử đạo nữa. Và mẫu gương cho chúng ta trong bước này đó chính là Thánh Francisco Xavier. Trong hành trình truyền giáo của Ngài, Ngài rửa tội cho hơn 100.000 người và cánh tay phải từng rửa tội cho hơn 100.000 người đó vẫn còn lưu giữ tại Roma. Và Thánh Luca mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng là một nhà truyền giáo vĩ đại. Ngài là người đồng hành với Thánh Phaolô trên con đường truyền giáo cho dân ngoại. Ngài đi rất nhiều nơi để loan báo tin mừng, nên không ai trong các tác giả tin mừng cảm nghiệm sâu xa câu nói này: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Ngài càng đi, Ngài càng thấy vô số người cần được nghe loan báo tin mừng. Lòng ước muốn truyền giáo như nóng lên, khiến Ngài đồng cảm với Thánh Phaolô: khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Là một người trở lại, Ngài cảm nghiệm, Ngài biết ơn Chúa. Ngài biết ơn Chúa, biết được Đấng đã cứu giúp mình, biết Đấng đã yêu thương mình. Và Ngài như đón nhận một kho tàng, một tin vui Ngài, nên Ngài muốn chia sẻ tin vui đó. Ví dụ như trong đại dịch, chúng ta biết một bí kíp nào hay biết một thông tin nào quý giá có thể cứu được người khác, có thể giúp được người khác, chúng ta sẵn sàng chia sẻ thông tin đó. Còn đây, tin mừng còn quý giá hơn gấp trăm vạn ngàn lần. Nó cứu không những cứu thể xác mà cứu linh hồn người ta nữa. Chúng ta chia sẻ tin mừng là chúng ta nói cho người ta biết được cái điều quý giá. Tin mừng đem lại con người ý nghĩa cuộc đời và hạnh phúc vĩnh cửu nữa. Quý. Nhìn vào thế giới ngày nay, vẫn còn đó biết bao nhiêu cánh đồng mà vẫn chưa có thợ gặt. Lời Chúa Giêsu mời gọi hãy cầu xin và hãy ra đi truyền giáo vẫn còn tiếp tục gửi đến mỗi người chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta cũng được tin mừng thôi thúc như Thánh Luca, Thánh Teresa hài đồng Giêsu và Thánh Francisco để đời sống chứng tá và rao giảng của chúng ta giúp ích được cho nhiều người. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, nhiều người vẫn cho rằng bức họa nổi tiếng về Đức Mẹ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma là do bàn tay tài hoa của Thánh Luca chấp bút để họa lại dung mạo của Đức Trinh Nữ Maria. Điều đó đúng hay không vẫn còn là một chuyện phải bàn cãi. Nhưng dù bức vẽ đó có thực sự là tác phẩm bởi tay của Thánh Luca hay không, điều đó không quan trọng, không đẹp bằng một điều chắc chắn đã có, đã xác minh. Đó là một văn phẩm 100% bởi tay của Thánh Luca, tin mừng theo Thánh Luca và sách công vụ tông đồ. Đó là những văn phẩm dưới ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần mà Thánh Luca đã được diễm phúc lãnh nhận trách nhiệm để nói về lời của Chúa cho thế giới nhân loại của chúng ta cho đến tận thế. Mừng lễ kính Ngài hôm nay, phụng vụ không thể không cho chúng ta nghe lại một đoạn sách tin mừng mà Ngài đã viết, một đoạn tin mừng tiêu biểu nói lên cái ơn gọi của chính các tông đồ, ơn gọi của Thánh sử Luca. Đó là lệnh lên đường của Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng. Bài diễn văn truyền giáo trong tin mừng hôm nay trích đọc cho chúng ta nói lên nhiệm vụ tông đồ mà Chúa chia cho 72 môn đệ. Ngài sai từng hai người đi, cách thức sai đi với một tập thể dù là tập thể nhỏ nhất. Nó diễn đạt về đời sống liên đới và sự hiệp thông của tin mừng của những người làm việc tông đồ. Họ phải đi với nhau, họ phải làm cho thông điệp của Chúa có được một thông điệp của một tập thể
mà một nhóm nhỏ từng hai người vừa tiết kiệm được nhân sự để làm việc từng nhánh, mà vừa diễn tả tình hiệp thông và nói lên tin mừng tình yêu của Chúa phải là tin mừng của cả một tập thể để loan truyền một cách hiệu quả nhất về tình yêu của Chúa. Còn số 12 tông đồ vẫn được người Do Thái, vẫn được các tín hữu Do Thái hiểu là nói về 12 chi họ Israel, tức là toàn dân Israel. Và con số 72 môn đệ là một con số viên mãn hơn để diễn tả toàn thể các dân các nước. Tin mừng được chia cho 72 môn đệ rao giảng. Đó chính là nhiệm vụ truyền giáo mà Chúa Giêsu trao gửi cho toàn thế giới, cho tất cả những ai tin vào Ngài. Như vậy, đối tượng để được nghe cái lệnh truyền giáo này của Chúa Giêsu không phải là ai khác mà là tất cả các tín hữu đã chịu phép sửa tội thuộc mọi màu da sắc tộc trên thế giới. Tôi, tất cả mọi người tham dự thánh lễ này đều là đối tượng của lời mời gọi này của Chúa Giêsu. Mở đầu cho diễn từ về truyền giáo, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta cầu nguyện: các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Nhờ cái ý thức cầu nguyện, nhiệm vụ cầu nguyện đi trước việc tông đồ mới giúp cho người tông đồ ý thức được luôn luôn cái nhu cầu phải truyền giáo là một nhu cầu bao la bát ngát. Nhờ ý thức như vậy mà mỗi người có thể hăng hái hơn và sốt sắng hơn với cái nhiệm vụ cấp bách mà mình phải làm, là tin mừng phải được loan truyền cho mọi người, mọi nơi và mọi thời. Giáo huấn của Chúa Giêsu đặt ra cho mỗi người chúng ta những chuẩn mực của người tông đồ, của người được sai đi: hiền lành, nhẫn nại, hiền lành như con chiên ở giữa bầy sói, học tinh thần nghèo khó thanh bần của Đức Giêsu, không bám víu lấy tiền của vật chất làm phương tiện tối cần cho người tông đồ đâu, không túi tiền, không giày dép, không bao bì, khiêm tốn đón nhận sự giúp đỡ của người khác, từ những nhu cầu vật chất đến sự ủy lạo về tinh thần, không thất vọng khi mình bị chối từ việc rao giảng. Những chuẩn mực đó Chúa Giêsu đã nêu lên cho chúng ta, thấm thía được đường lối, cách thức làm tông đồ nơi đoạn tin mừng tiêu biểu này. Thánh Luca đã sống cho đến cùng. Ngài đã sống một cách triệt để những đòi hỏi của diễn văn truyền giáo này, nên Ngài đã rao giảng tin mừng một cách đầy hiệu quả. Không chỉ là trang tin mừng và sách công vụ tông đồ Ngài để lại, mà còn là cái chết anh hùng tử đạo vì tin mừng mình rao giảng. Tương truyền vẫn nói rằng Ngài đã tử đạo cùng với Thánh Andrê. Vì vậy sách tin mừng Ngài để lại rất là giá trị, đượm cả máu hồng của Ngài nữa. Đó là tác phẩm nói lên tình thương vô biên của Chúa với một cách hành văn rất sáng sủa và rất cảm động. Tin mừng Thánh Luca và sách công vụ của Ngài để lại là một tài sản vô giá cho đời sống tín hữu của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa, mừng lễ Ngài hôm nay. Cùng với tâm tình cảm tạ, chúng ta hãy nài xin Ngài, một vị thánh lừng danh đã để lại hai văn phẩm từ trời cho chúng ta. Xin Ngài cho chúng ta học được cái nhu cầu sống lời Chúa của Ngài và rao truyền lời Chúa của Ngài, sống và rao truyền lời của Chúa như hơi thở của mỗi người tín hữu chúng ta vậy. Nếu chúng ta không được diễm phúc như Thánh Luca để ngồi mà viết sách tin mừng, thì chúng ta vẫn có cơ hội để nói lên lòng yêu mến đối với lời của Chúa bằng việc
chúng ta viết sách tin mừng bằng cuộc đời chứng nhân của chúng ta. Hãy nghiệm lại điều chúng ta vẫn đang sống, chúng ta vẫn chưa thiết thân với lời của Chúa. Chúng ta chỉ nghe lời Chúa chứ chưa sống lời Chúa. Hôm nay trước nhang Chúa, chúng ta hãy nói lên tâm tình quyết tâm của mình dựa trên gương sáng yêu mến lời Chúa của Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như chúng ta đến một cái tiệm sách Công giáo, cái nhà sách Công giáo, chúng ta mua món hàng gì đó, để sau đó chúng ta được tặng một cái món hàng, để chúng ta có thể lựa chọn giữa 500.000 với một cái quyển kinh thánh, thì chúng ta sẽ chọn cái nào? Chắc có lẽ chẳng mấy ai chọn quyển Tin Mừng. Và chúng ta có nhiều, cũng có thể lập luận rằng đó là tôi lấy 500.000 thì tôi có thể mua quyển Tin Mừng được và còn dư tiền ra. Nhưng mà rồi mua cái quyển Tin Mừng đó rồi về có đọc hay không? Tôi nhớ thời Đức Hồng Y John Batista, Ngài còn làm giám mục phó ở giáo phận Mỹ Tho của chúng ta đây. Lúc bây giờ Ngài muốn khuyến khích mọi người đọc Tin Mừng, đọc lời Chúa. Cho nên lúc đó Ngài tặng cho mỗi gia đình một cái quyển Tân Ước nhỏ, gọn đấy. Chỉ có Tân Ước thôi chứ không phải là Kinh Thánh trọn bộ. Nhưng mà sau đó chẳng có mấy người để ý để mà đọc. Tôi có lần đi khám bệnh tới một cái phòng khám. Bước vào trong phòng khám thì thấy cái người nhân viên ở đó, họ đang cầm cái quyển Kinh Thánh họ đọc. Rồi lần khác đi đến một cái tiệm thuốc, thấy bên bàn của nhân viên bán đó, cái quyển Kinh Thánh. Mà nhìn thì quyển Kinh Thánh nó cũ rồi, chắc có lẽ là họ cũng đọc nhiều. Người Công giáo của chúng ta đôi khi ít có đọc Kinh Thánh. Tại sao vậy? Tôi nghĩ đó là vì có lẽ chúng ta không có, chúng ta đánh mất đi cái ý thức về sự thánh thiêng của lời Chúa, của Kinh Thánh. Nhiều người trong giáo dân truyền nhau để đọc những cái bài viết gọi là sứ điệp từ trời, họ lén lút phổ biến cho nhau. Nhưng mà sứ điệp từ trời đích thực nhất đó chính là Tân Ước đó, đó là Kinh Thánh. Mà cụ thể đó là Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu Ngài từ trời, Ngài đến trong trần gian để nói cho con người chúng ta, để mặc khải cho con người chúng ta. Đó mới là sứ điệp từ trời thực sự mà chẳng mấy ai quan tâm để đọc. Tôi nhớ khi tôi đưa cho một người tân tòng, chị ta đưa hai người con đến để xin học giáo lý dự tòng và hôn nhân. Tôi đưa quyển giáo lý và cái quyển kinh nhỏ. Chị hỏi tôi nhé, thưa cha, con đem cái quyển này về nhà rồi con để đâu? Con phải để trên bàn thờ chứ hả? Cái là người ta ý thức đây là cái quyển kinh, quyển giáo lý, nó có tính linh thánh của nó. Người ta ý thức như vậy. Một người tân tòng thôi. Trong sứ điệp, trong thông điệp niềm vui của, trong tông huấn niềm vui của Tin Mừng, Đức Thánh Cha Francisco Ngài nói rằng không có gì quý hơn cái quyển Tin Mừng để mà chúng ta có thể trao ban cho người khác. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, Ngài Tin Mừng đó là cái kho tàng vô cùng quý báu.
Và thực sự như vậy, Chúa Giêsu Ngài đến trong trần gian, Ngài trao ban cho chúng ta tin mừng đó. Và chính Ngài đã không ngừng đi loan báo, đi rao giảng tin mừng đó. Tới nỗi Ngài nói chim trời có tổ, con trùng có hang, nhưng con người thì không có chỗ gối đầu. Ngài cứ đi thôi, đi loan báo tin mừng một cách hối hả như vậy. Và trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu Ngài sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng. Và đi với một cái tinh thần sẵn sàng và mau lẹ, không trì trệ bởi những của cải, bởi như thế này thế khác. Và Thánh Luca, mặc dù là một người tân tòng vì sao thôi, nhưng mà Thánh Luca Ngài cũng đã khám phá ra giá trị của tin mừng đó. Ngài đi loan báo tin mừng, đồng hành với Thánh Phaolô trong các chuyến truyền giáo. Và biết bao nhiêu cái khó khăn thử thách, Thánh Luca vẫn cùng với Thánh Phaolô đi loan báo tin mừng cho mọi người. Và Thánh Luca cũng đã ghi lại cho chúng ta tin mừng đó. Ngày hôm nay đối với chúng ta, việc ghi chép nó tương đối nó dễ quá. Nhưng mà thời Thánh Luca để tìm ra vật liệu, tìm ra chất liệu để viết, để ghi lại, nó không phải là dễ. Mà Thánh Luca Ngài đã bỏ công ra để ghi lại tin mừng cho chúng ta. Tại sao vậy? Thế bởi vì Thánh Luca có lẽ là Ngài cảm nhận được đây là một cái kho tàng vô cùng quý báu, cho nên Ngài đã ghi lại, để truyền lại cho hậu thế. Cho nên mừng kính Thánh Luca đó là dịp để chúng ta khám phá lại giá trị của tin mừng, để chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta trong tương quan với tin mừng của Chúa. Chúng ta có thực sự yêu mến lời của Chúa? Chúng ta có ý thức được đó là lời thánh từ chính Thiên Chúa truyền lại cho chúng ta, để soi đường, để dẫn lối cho chúng ta? Nhưng mà làm sao để chúng ta khám phá giá trị sự tin mừng của mình? Đức Thánh Cha Francisco Ngài dạy cho chúng ta cái phương cách để chúng ta có thể cảm nhận được tin mừng. Đó là Ngài nói rằng hãy suy niệm tin mừng với tình yêu, hãy dừng lại ở mỗi trang và đọc bằng trái tim, không phải là đọc bằng cái lý trí của mình. Ngài nói rằng nếu như chúng ta đến với tin mừng bằng cách đó, thì vẻ đẹp của nó sẽ làm cho chúng ta kinh ngạc và làm cho chúng ta vô cùng phấn khởi. Cho nên chúng ta hãy đọc tin mừng trong sự cầu nguyện, chứ không phải dựa vào cái trí khôn của chúng ta mà thôi. Chúng ta thử xem, mình mở ra cái quyển tin mừng nào giờ mình đọc đó, mình cảm nhận như thế nào. Rồi bây giờ mình trước khi đọc quyển tin, đọc một đoạn tin mừng, chúng ta đến trước bàn thờ Chúa, chúng ta đọc kinh, chúng ta định tâm lại cầu nguyện với Chúa một cách sâu sắc. Rồi lúc đó chúng ta đọc cái đoạn tin mừng, chúng ta sẽ thấy hai cái cảm nhận nó hoàn toàn nó khác nhau. Khi chúng ta cầu nguyện, đọc tin mừng trong tâm tình cầu nguyện thực sự, không phải là đọc qua loa, không phải là cầu nguyện qua loa, nhưng mà chúng ta định tâm lại thực sự trước mặt Chúa và chúng ta đọc tin mừng, chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều khác biệt trong tâm hồn của chúng ta. Và khi mà chúng ta thực hành được những điều Chúa dạy, những lời của Chúa, thì chúng ta sẽ càng cảm nhận được một cái niềm vui, niềm bình an khác nữa. Chúa sai các tông đồ, các môn đệ đi loan báo tin mừng để làm gì? Để cho họ được bình an. Và Chúa cũng nói cái bình an đó không phải là ai nghe cũng được bình an, mà chỉ có những tâm hồn nào xứng đáng được hưởng bình an đó thì mới có được cái bình an thực sự từ tin mừng của Chúa. Chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta
để chúng ta luôn ý thức được giá trị cao trọng của tin mừng. Đó chính là lời mà Chúa Giêsu từ trời Ngài đến trong trần gian để Ngài mặc khải, để dạy cho chúng ta biết. Và xin Chúa giúp chúng ta cũng ra công, ra sức để chúng ta thực thi lời của Chúa, để nhờ đó ơn bình an của tin mừng đến trong tâm hồn của chúng ta. Anh chị em thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết Thánh Luca là một vị lương y ngoại đạo, một người có học thức. Ngài là một thanh niên tốt lành đã trở lại theo Chúa Giêsu và làm môn đệ của Thánh Phaolô. Như trong bài đọc 1, Thánh Phaolô đã nhắc đến vị môn đệ này. Sau khi trở thành Kitô hữu, Thánh Luca đã viết hai cuốn sách trong bộ Kinh Thánh Tân Ước, đó là sách Tin Mừng theo Thánh Luca và sách Tông Đồ Công Vụ. Chính Ngài đã kể lại cho chúng ta biết về những mẫu chuyện rất hay về cuộc đời Chúa Giêsu. Tin Mừng Ngài viết được ví là tin mừng về lòng thương xót của Chúa. Bởi lẽ Ngài đã viết bằng nhiều dụ ngôn về lòng thương xót. Lời Chúa trong lễ mừng Thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy vì lòng thương xót mà Chúa Giêsu còn sai 72 người nữa lên đường loan báo tin mừng. Trước đó 12 tông đồ có tên tuổi rõ ràng đã được sai đi. Chúng ta coi đấy là thành phần ưu tuyển, là các giám mục, linh mục, tu sĩ, các nhà truyền giáo, các vị thừa sai đang làm những sứ vụ tông đồ. Còn 72 môn đệ ngày hôm nay không có tên tuổi rõ ràng, đó là một đám đông không xác định, đó là tất cả chúng ta, là mọi người giáo dân. Khi sai 72 môn đệ đi, Chúa Giêsu huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào trong công việc truyền giáo. Qua sự việc này, chúng ta thấy rằng thánh ý của Thiên Chúa vẫn đang muốn mời gọi từng người Kitô hữu tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng như các môn đệ ngày xưa. Để được như vậy, mỗi người phải biết ra khỏi cái biên cương của cuộc sống mình, từng hai người một đi trước vào các thành và các làng mạc nơi chính người sẽ đến, phải dấn thân nhập cuộc vào thế gian này, dù đấy là một sứ mạng khó khăn như con chiên đi vào giữa bầy sói, dám đương đầu với những gian nguy thử thách đang chờ đón ở phía trước. Người tín hữu cậy nhờ vào ơn Chúa chứ không nhờ vào sức mình, không dựa vào những phương tiện vật chất như có những nhà thờ to, như có những nhà cao cửa rộng, nhiều tiền nhiều của, nhiều phương tiện phòng thân. Nhưng Chúa bảo là đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép gì cả. Mãi mãi đấy là trách nhiệm và là vinh dự của chúng ta khi đón nhận sứ mạng của Chúa mà Công đồng Vatican II định nghĩa bản chất của đời người Kitô hữu là truyền giáo. Anh chị em thân mến, nói đến phúc âm Thánh Luca là chúng ta nói đến một bản phúc âm về lòng thương xót, bởi vì thánh nhân nhấn mạnh đến lòng nhân từ và nhẫn nại của Chúa Giêsu đối với người tội lỗi và những người nghèo khó đau khổ. Chúng ta biết ơn Thánh Luca vì nhờ Ngài mà chúng ta có được những dụ ngôn cây vả khô chồi, đứa con hoang đàng, người Samaria nhân hậu, người đàn bà tội lỗi. Chúng ta biết ơn Ngài vì những câu chuyện trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu được Ngài ghi lại, vì các mầu nhiệm kinh mân côi mà bây giờ chúng ta đọc đã được Ngài tường thuật cho chúng ta biết những sự kiện ấy. Phúc âm của Ngài còn là phúc âm của niềm vui và hy vọng. Thánh Luca thành công trong việc chứng dẫn niềm vui cứu độ lan tràn trong giáo hội thời sơ khai. Cứ xem đoạn kết của phúc âm Thánh Luca, chúng ta sẽ thấy đó là một sự thật cuối cùng cho tương lai của hội thánh.
Đoạn đấy viết như thế này: sau đó người dẫn các ông đến gần Bethania rồi giơ tay chúc lành cho các ông, và đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông để được đem lên trời. Các ông bái lạy người trở về Jerusalem mà lòng tràn ngập niềm vui, và họ tiếp tục ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Cộng đoàn phục vụ rất thân mến, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Đó là lời mời gọi rất tha thiết của Chúa Giêsu dành cho chính mỗi người chúng ta hôm nay, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta hướng tới Chúa Nhật truyền giáo. Chúng ta được nghe bài tin mừng trong lễ kính Thánh Luca là lời mời gọi tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Và rồi Chúa nói: vậy anh em hãy ra đi. Vâng, thưa cộng đoàn, lời mời gọi đó không chỉ dành riêng cho các môn đệ mà còn dành cho mỗi người chúng ta nữa. Không phải chỉ là môn đệ theo nghĩa hẹp, nhưng là người môn đệ theo nghĩa rộng. Những ai được lãnh nhận bí tích rửa tội đều là môn đệ của Chúa Giêsu và đều có nhiệm vụ phải loan báo tin mừng của Chúa. Thực sự có những anh chị em loan báo tin mừng rất là tốt. Đó là những giáo dân rất bình thường thôi, thậm chí là những người tân tòng nữa, những người đạo theo, nhưng họ can đảm, mạnh dạn nói về Chúa cho người khác. Chúng ta biết rằng Thánh Luca chúng ta mừng hôm nay cũng là một người đạo theo thôi, một người gốc dân ngoại. Theo tiểu sử có lẽ Ngài là gốc Hy Lạp hoặc Syri. Chúng ta thấy đây cũng là một điều rất là đặc biệt. Trong số 4 tác giả sách tin mừng thì chỉ có một mình Thánh Luca là người gốc dân ngoại. 3 người còn lại, Matthew, Marco và Gioan, đều là gốc Do Thái. Thánh Matthew, Thánh Gioan thì tên của Ngài xuất hiện khá thường xuyên trong các tin mừng, rất nhiều lần. Thánh Marco thì cũng được coi là chàng thanh niên xuất hiện khi mà Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane, cũng ở trong tin mừng. Còn riêng Thánh Luca thì không có một lần nào tên của Ngài xuất hiện trong tin mừng hết. Ngài được coi là môn đệ của Thánh Phaolô và đã từng theo Thánh Phaolô trong một số chuyến hành trình truyền giáo như bài đọc thứ nhất chúng ta nghe hôm nay có nhắc tới. Tên của Ngài chỉ được nhắc ở trong Tân Ước có 3 lần, và tất cả 3 lần đó đều trong thư của Thánh Phaolô mà thôi. Có lẽ chính Ngài được Thánh Phaolô rửa tội và cũng cho theo làm môn đệ luôn. Kính thưa cộng đoàn, nói về tin mừng của Thánh Luca thì điểm nổi bật nhất trong tin mừng theo Thánh Luca có lẽ ai cũng biết, đó là Ngài nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, nhấn mạnh rất nhiều về tình thương của Thiên Chúa dành cho những người nghèo khổ. Có lẽ Ngài vốn là một thầy thuốc, cho nên khi trở lại, khi được rửa tội và rồi theo Thánh Phaolô và viết sách tin mừng, Ngài chú ý đặc biệt đến nỗi thống khổ của những con người được coi là yếu kém trong xã hội. Chính vì thế mà dưới ngòi bút của Ngài, Thánh Luca luôn luôn nhấn mạnh đến lòng nhân từ của Thiên Chúa và tình yêu của Chúa Giêsu đối với những người nghèo, người bị áp bức, đối với những người là tội nhân, và thái độ hào hiệp quan tâm đối với những người phụ nữ. Ngài kể lại rất nhiều lời nói và việc làm nhân hậu của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói đến ví dụ như hình ảnh Chúa Giêsu được miêu tả là một Thiên Chúa đầy nhân từ, cụ thể là với những người tội lỗi.
hình ảnh người cha nhân hậu, người Samaritano nhân hậu. Cây vả không ra trái nhưng mà Thiên Chúa vẫn chờ đợi. Chuyện ông gia kêu, chuyện người trộm lành biết thống hối, tất cả những điều đó chỉ có trong Tin Mừng theo Thánh Luca mà thôi. Như vậy thưa cộng đoàn, vốn là một người trở lại, một người đạo theo, Tin Mừng theo Thánh Luca được coi là Tin Mừng viết cho dân ngoại, một cuốn giáo lý dành cho người ngoài. Và tất cả những điều đó để làm gì? Để phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Vâng, loan báo Tin Mừng là bổn phận của chúng ta, bổn phận của mọi Kitô hữu không trừ ai. Ước gì chúng ta biết ý thức về bổn phận cao cả đó của mình. Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc giữ đạo cho riêng mình, nhưng chúng ta phải hướng đến việc loan báo Tin Mừng nữa. Lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt rất ít, chúng ta có thể làm được gì? Ít ra đó là như lời Chúa nói, chúng ta có thể cầu nguyện. Chúa nói hãy cầu xin, hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Luca chính là tác giả Tin Mừng thứ ba trong quyển Tin Mừng Nhất Lãm. Nói đến quyển Tin Mừng Nhất Lãm là chúng ta nói đến một quyển Tin Mừng có ba tác giả: Thánh Matthew, Thánh Marco và Thánh Luca. Vì được gọi là Tin Mừng Nhất Lãm bởi vì nếu chúng ta kẻ thành ba cọc song song với nhau, chúng ta so sánh từng giai đoạn thì chúng ta sẽ thấy các ngài có những điểm viết rất là tương đồng với nhau. Mặc dù là có rất nhiều điểm tương đồng với nhau, nhưng ba tác giả này cũng có những điểm khác biệt với nhau. Và một trong những điểm khác biệt mà trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe trình bày cho chúng ta, quả thật đối với Matthew và Thánh Marco thì chỉ viết Chúa chọn và gọi 12 tông đồ và sai từng hai người một ra đi rao giảng Tin Mừng. Còn riêng Thánh Luca thì không chỉ là Chúa chọn 12 vị tông đồ mà Chúa còn kêu gọi và chọn thêm 72 môn đệ khác và cũng sai từng hai người ra đi rao giảng Tin Mừng. Điều này có nghĩa là gì? Thưa mắt Luca muốn trình bày cho chúng ta thấy được rằng Chúa chọn và gọi 72 ra đi rao giảng Tin Mừng, đó là hình bóng của tất cả những người Kitô hữu đầu tiên. Nghĩa là Tin Mừng của Đức Kitô không chỉ dành cho những vị tông đồ ở với Chúa, cùng ăn với Chúa, cùng đồng hành với Chúa trong cuộc sống, mà việc rao giảng Tin Mừng là dành cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Vậy thì việc rao giảng Tin Mừng, Luca trình bày cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta khi rao giảng Tin Mừng thì cần phải thực hiện những điều gì? Điều trước tiên khi đi rao giảng Tin Mừng đó là những người môn đệ của Đức Kitô phải cầu nguyện để xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa của mình. Như vậy, điều mà tôi đi rao giảng Tin Mừng được thành công không phải là theo ý muốn của tôi, mà chúng ta hãy cầu xin để Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta thực hiện những điều này một cách tốt đẹp trong đời sống của mình. Cái điều thứ hai, tôi không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện để xin Chúa ban ơn, mà Chúa còn mời gọi mọi người chúng ta hãy thực thi lời của Chúa trong việc rao giảng Tin Mừng. Mà thực thi lời của Chúa trong việc rao giảng Tin Mừng, chính Thánh Luca đã trình bày cho chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta phải thực hiện bốn cái không và chỉ có một cái có. Vậy bốn cái không đó là cái gì? Thưa, bốn cái không đó là không mang tiền,
không mang bao bì, không mang giày dép và cũng đừng chào hỏi ai dọc đường, nghĩa là không chào hỏi người khác. Và một điều có đối với tất cả những người môn đệ của Đức Kitô đó là đem sự bình an đến cho những con người khác. Nghĩa là tôi cần phải có Chúa Kitô trong đời sống của tôi thì tôi mới có thể đem Chúa Kitô đến với mọi người. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu tại sao Chúa bắt người môn đệ của mình phải thực hiện bốn cái không như vậy. Không tiền lấy gì mà ăn? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hãy ý thức rằng không phải có tiền là có tất cả. Điều quan trọng là tôi phải phó thác vào sự quan phòng của Chúa, bởi vì thợ thì đáng được trả công. Cho nên không phải là tôi nói tôi không có tiền thì tôi không rao giảng về lời Chúa cho người khác được. Điều Chúa muốn chúng ta trước hết đó là chúng ta hãy tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Cái điều thứ hai, không mang túi bao bì. Tôi mang túi bao bì để làm gì? Phải chăng là để tôi tích trữ cho những cái của cải vật chất tôi đang có, hoặc tôi sẽ có, hoặc tôi sẽ tìm? Và chính điều này Chúa nói, của cải các con ở đâu thì lòng trí các con sẽ ở đó. Và điều đó nó sẽ làm cho việc rao giảng tin mừng bị phân tâm và có thể là không còn hiệu quả trong cuộc sống của những con người Kitô hữu. Và điều thứ ba chúng ta cảm thấy hơi thắc mắc và khó hiểu hơn, không mang giày dép. Quả thật vào trong những thời kỳ đầu tiên đó thì chúng ta có thể thấy những người đi rao giảng tin mừng không phải là đi trên những con đường bằng phẳng, thênh thang, rộng rãi, mà trên một đất nước xem ra có rất là nhiều đồi núi khó khăn, không phải là dễ dàng trong việc những bước đi. Cho nên nếu tôi không mang giày dép thì điều đó nguy hiểm cho chính bản thân của tôi. Tôi đạp gai góc, tôi đạp những thứ nguy hiểm. Nhưng ở đây tin mừng muốn cho chúng ta biết một tinh thần, tôi không mang giày dép có nghĩa là chúng ta chấp nhận vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời của mình. Tôi dâng lên Chúa bằng tất cả những hy sinh, bằng chính tình yêu trong đời sống của chúng ta, vượt qua những cái thử thách chông gai trong đời sống của chúng ta. Và điều cuối cùng, tôi không được chào hỏi ai dọc đường. Tôi cảm thấy rất là lạ, việc rao giảng tin mừng là đến với muôn dân. Vậy thì tôi gặp người khác, tôi không chào, không hỏi thì làm sao tin mừng có thể tiếp cận được với những người chúng ta gặp gỡ? Nhưng thưa không, điều mà tin mừng muốn nói cho chúng ta ở đây, tôi không chào hỏi ai dọc đường, nghĩa là chúng ta đừng mất những thời gian quý báu cho việc rao giảng tin mừng mà ngồi đó nói những chuyện không hay, không phù hợp, không thích đáng. Đừng ngồi đó mà nói ra những chuyện ngồi mê lê mách. Tin mừng của Đức Kitô là một điều mời gọi mỗi người chúng ta hãy ý thức giá trị cao nhất và hãy thực hiện trong đời sống của mình một cách khẩn cấp. Đó là bốn cái không mà Chúa mời gọi chúng ta hãy thực hiện. Và qua bốn cái không này, Chúa muốn con người chúng ta hãy thực hiện cái có Chúa Kitô trong cuộc sống. Có Chúa Kitô có nghĩa là tôi đem tình thương đến cho mọi người. Có Chúa Kitô có nghĩa là tôi đem sự phục vụ, tôi đem sự yêu thương, tôi đem sự tha thứ, tôi đem sự chữa lành trong thể xác cũng như là trong tâm hồn cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ. Như vậy, qua đoạn tin mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta, một mặt tôi phải cầu nguyện để xin Chúa sai thợ đến gặt lúa của mình, và đồng thời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy thực thi lời Chúa bằng bốn cái không và một cái có, để nhờ đó
tin mừng sẽ đem lại một cái hiệu quả đích thực cho cuộc sống con người chúng ta đang gặp gỡ. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Thánh Luca là ai? Thánh Luca là một trong bốn tác giả viết sách tin mừng mà chúng ta thường hay nghe. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca trong các thánh lễ. Đúng, chính là Ngài, một vị thánh có tài văn chương, đã viết lại tin mừng về Chúa Giêsu cho tất cả những người đời sau. Qua tin mừng của Ngài, chúng ta biết được rất nhiều thứ về ơn cứu độ. Đặc biệt, hôm nay chúng ta biết sứ mạng của người Kitô hữu là truyền giáo qua câu nói đầy tính ưu tư của Chúa Giêsu: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Chúa Giêsu muốn chúng ta đi truyền giáo, đi giới thiệu tin mừng của Chúa cho mọi người. Nhưng bằng cách nào? Chúng ta không cần phải đi sang một vùng miền xa xôi để truyền giáo. Tin mừng của Thánh Luca chỉ cho chúng ta rất nhiều cách để truyền giáo ở ngay tại nhà của mình, trong cuộc sống thường ngày của mình. Trong tin mừng Luca chương 15, qua dụ ngôn người cha nhân hậu, chúng ta tìm được cách truyền giáo bằng lối sống nhân hậu của người cha, tha thứ, bao dung với những anh chị em xung quanh, chứ không phải là lời la mắng hay bạo lực trong các gia đình. Trong Luca chương 10, qua dụ ngôn người Samari nhân hậu, chúng ta học được cách truyền giáo bằng lòng bác ái thương người, không kể người ấy là kẻ thù, là người không cùng huyết thống, không cùng làng xóm, không cùng tôn giáo. Trong Luca chương 19, đoạn nói về ông Gia-kêu, Thánh Luca chỉ cho chúng ta cách truyền giáo bằng cách quan tâm tới những người phận nhỏ, những người đang sống trong tội lỗi, những người đang cần được quan tâm giúp đỡ. Đối với tin mừng thì là người thu thuế, người trộm cướp, người gái điếm, người nghèo, người bệnh tật. Còn đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta, họ là những anh chị em xung quanh, là vợ, là chồng, là con cái, là cha mẹ mình, là hàng xóm, là người làm cùng công ty, là người đang phục vụ cùng hội đoàn với mình. Đâu đó họ đang cần chúng ta lắm. Kính thưa cộng đoàn, tất cả những gì rất bình thường trong ngày sống của chúng ta đều có thể làm cho người khác nhận ra Chúa Giêsu nơi cách hành xử của chúng ta. Chúng ta không có khả năng viết tin mừng như Thánh Luca, nhưng chúng ta lại có khả năng sống tin mừng theo Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta lo lắng không biết cách rao giảng bằng cuộc sống thường ngày của mình liệu có hiệu quả không? Có thể ở giáo xứ chúng ta chỉ thấy kết quả của việc rao giảng tin mừng này bằng cách lâu lâu có một vài anh chị em tân tòng được rửa tội. Nhưng chúng ta có thể thấy rõ và thấy đậm hơn thành quả của việc loan báo tin mừng này trong ngày Khánh Nhật truyền giáo của giáo phận Xuân Lộc. Năm nay là Chủ Nhật ngày 22 tháng 10 sắp tới đây. Ở tại giáo xứ Hà Nội, giáo phận Xuân Lộc sẽ có hàng trăm anh chị em sẽ được Đức Giám Mục giáo phận ban các bí tích khai tâm. Điều đó cho chúng ta thấy cứ kiên trì sống tin mừng chắc chắn sẽ có thành quả. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Luca đã dành cả cuộc đời của mình để viết một cuốn sách tin mừng về Chúa Giêsu Kitô. Còn chúng ta xin cầu chúc cộng đoàn hãy biết sử dụng chính cuộc sống đời của mình viết thành một cuốn tin mừng sống động nhất dành cho Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Con mến chào anh chị em đang ở nhà để dự nghi lễ Chúa trực tuyến. Nay cùng với toàn thể giáo hội chúng ta mừng lễ Thánh Luca. Luca không những là bác sĩ mà có trình độ văn hóa rất cao. Ngài cũng là họa sĩ, người theo truyền thuyết thì chính Thánh Luca đã vẽ hình Đức Mẹ. Và Thánh đi đọc cái tin mừng theo Thánh Luca thì chúng ta cảm thấy toát lên một cái niềm vui và cảm thấy lòng thương xót tràn đầy
đối với nhân loại. Thí dụ như câu chuyện qua tin mừng Thánh Giuse, ta biết được Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Khi trong dụ ngôn người dụ ngôn người cha nhân hậu, này là người cha có hai đứa con. Đứa con út xin cha chia gia tài và nó đi phương ăn phan khác làm ăn xa. Nó bỏ cha bỏ nhà, nó đi đi lang thang rồi hết tiền hết bạc, bị người ta dụ dỗ hết tiền hết bạc, bây giờ như con chó đói. Quay trở về mà người cha hàng ngày vẫn đón con. Người cha đó là Thiên Chúa. Dù con tội lỗi, dù con đi đâu, cha vẫn thương con. Về nhà còn mặc áo đẹp, còn tổ chức tiệc nữa chứ. Người cha nhân hậu. Mà không những một thằng con út, mà còn thằng anh hai nó cũng là một đứa con quan đàn. Cho nên người ta gọi là những đứa con quan đàn. Chỉ có trong tin mừng Thánh Luca. Nhưng mà đặc biệt qua có một cái vấn đề là đọc tin mừng Thánh Luca mà chỉ có tin mừng Thánh Luca mà thôi mới có. Nói lên lòng thương xót của Chúa, nó ban niềm vui của Ngài qua cái việc gọi là Thiên Chúa nhập thể làm người. Nếu không có Thánh Luca làm gì chúng ta có một nào lễ Noel tưng mừng như vậy. Đâu có thánh sử nào kể lại việc thiên thần truyền tin. Đâu có thánh sử nào kể lại việc Đức Maria đi viếng bà Isabel. Đâu có thánh sử nào mà kể lại, chỉ có mình Luca là nói trong hang đá Bethlehem có các thiên thần đêm đó vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đâu có đâu, chỉ có Luca mới có thôi. Cho nên mùa Giáng sinh cũng gần tới rồi, chỉ còn vài tuần nữa là qua mùa vọng rồi. Chúng ta thấy cái đó là nhờ thánh sử Luca ghi lại, nhờ đem lại cho chúng ta một niềm vui. Ngoài ra chúng ta thấy đọc qua thánh sử tin mừng thánh sử Luca, chúng ta còn thấy Thiên Chúa thương chúng ta biết chừng nào, Ngài nhân hậu biết bao nhiêu. Qua dụ ngôn, thí dụ như dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, này là một người Do Thái là bị ăn cướp đánh nhiều tử, cướp đồ rồi, cướp của rồi đánh gần nửa sống nửa chết nằm bên vệ đường. Các tư tế và các thầy tư tế và các thầy Lê Vi đi qua đều nhìn thấy nhưng mà bỏ qua hết trơn. Chỉ có một người ngoại là Samaritano giúp đỡ tận tình. Hình ảnh của người ngoại đó là hình ảnh của lòng thương xót Chúa. Thế mình đọc cái đó cảm thấy một niềm yêu thương Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết dừng nào. Ngoài ra còn dụ ngôn người Lazaro nghèo khó và người giàu, và cái người phú hộ giàu có. Người Lazaro nghèo khó đến độ mà không có gì ăn, ăn miếng bánh dụng ở dưới đất, ăn đồ ăn của chó, con chó ra liếm kìa. Nhưng mà Lazaro chết được lên thiên đàng, còn cái người phú hộ thì xuống vào ngục. Câu chuyện quá hay luôn. Thấy lòng cái là Chúa để lưu tâm đến người nghèo, lòng nhân hậu của Chúa. Ngoài ra Thánh Luca là bây giờ là một bác sĩ, cho nên Ngài đã kể rất nhiều cái câu chuyện về những việc Chúa chữa bệnh. Mà những câu chuyện Chúa chữa bệnh theo thánh sử Luca thì Ngài viết tỉ mỉ lắm, đau sao, có những triệu chứng gì, bởi vì Ngài là bác sĩ. Thí dụ như chữa người bại liệt, người ta đưa xuống từ nóc nhà, đông quá không có đi được cho nên đưa xuống từ nóc nhà. Hoặc là chữa người đàn bà bị 18 năm băng huyết, hoặc là chữa cho một đứa trẻ bị kinh vong, nó cứ thấy lửa nó nhào vô lửa, nhào xuống sông. Chữa cho người mù ở Jericho, lại thầy xin thương xót con, la ôm sòm lên, biểu ta biểu im đi, càng biểu im càng la lớn lên, lại con vua David xin thương xót tôi. Cứ chữa mùi. Con Luca kể rất là tinh tiết, rất đầy đủ. Hoặc là chữa người phụ nữ, mùa người phụ nữ còng lưng trong ngày Sa-bát. Hoặc là chữa người bị quỷ ám ở giải ở Ghi-ra-za. Con người bị quỷ ám hung dữ nằm ở trong mồ mả, Chúa cho khỏi. Hoặc là cho con trai bà quá thành Na-im sống lại, đứa cho con chết rồi đem đi chôn dọc đường, Chúa cho sống lại. Ngoài ra theo tin mừng Thánh Luca thì chúng ta thấy Chúa thương tha, lòng thương xót của Chúa đối với những người tội lỗi. Thí dụ như ngày Chúa kể dụ ngôn
là con chiên bị lạc mất. Chỉ một con chiên bị lạc mất mà chú bỏ 99 con kia để đi tìm có con lạc. Hoặc là đồng tiền bị lạc mất, mọi cái đồng tiền mà mất hết đồng tiền quét nhà cho được, quét rồi rồi tìm được rồi tổ chức ăn mừng. Là chỉ có thánh sử Luca kể lại thôi. Và nhất là câu chuyện ông Gia Kiêu lùng. Ông đã trở lại. Chúa đến nhà ông bữa nay, anh xuống đi, anh đừng ở trên cây sung nữa, xuống đi. Hôm nay tôi đến nhà ông, vui quá vui. Đại thầy, con mới là con cho 1/10 của cải của con là cho người nghèo, 1/1 của cải con cho người nghèo. Con làm có thiệt làm cho ai thiệt hại điều gì thì con đền gấp 4. Chúa Giêsu khen hôm nay ơn cứu độ đã đến với nhà này. Và anh chị em thân mến, trong ngày lễ mừng kính thánh Luca hôm nay, con cảm ơn Chúa đã ban cho giáo hội thánh sử Luca. Vì nhờ thánh sử kể lại mà chúng con mới có được niềm vui thánh thiện tưng bừng ngày lễ Giáng sinh. Và sự vui mừng với niềm an ủi lớn lao của một Thiên Chúa đầy lòng từ bi nhân hậu đối với nhân loại. Xin nhờ lời cầu bầu của thánh sử Luca, người môn đệ của lòng thương xót Chúa, xin cho chúng con hằng tha thiết yêu mến chạy đến với lòng Chúa thương xót như thánh nhân đã giới thiệu cho chúng con qua tác phẩm của Ngài. Amen. Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Đó chính là nội dung lời rao giảng của các môn đệ khi được Chúa Giêsu sai đến với muôn dân. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Luca, người thầy thuốc yêu quý, chính là bạn đồng hành của Thánh Phaolô và cũng là tác giả sách Tin Mừng. Trong sách này, người đã trình bày lòng nhân hậu của Chúa Kitô rõ ràng hơn ai hết. Qua ngòi bút của con người thông thạo văn chương như người, Tin Mừng trở thành bài thánh ca tạ ơn trong bầu khí vui tươi và lạc quan phấn khởi. Luca là người tông đồ đã được Chúa sai đi vào cánh đồng truyền giáo, giống như 72 môn đệ được Chúa sai đi. Đức Giêsu không chỉ sai nhóm 12, việc sai đi trong đất Palestine là bước khởi đầu của việc truyền giáo ở trong giáo hội. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Hãy chữa những người đau yếu ở trong thành. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Đức Giêsu cho các môn đệ tham dự vào công trình thời cánh chung bằng việc cầu nguyện và rao giảng Tin Mừng. Còn bản thân người thì đang hoàn thành công trình đó một cách cụ thể và trong hiện tại. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên con ở giữa sói rừng. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Trước khi ra đi thì người môn đệ phải có sự chuẩn bị và hành trang của các môn đệ được sai đi phải hết sức đơn giản, cần tránh những lời chào hỏi, những cuộc trò chuyện thường hay kéo dài, theo thói tục của người Đông Phương, vì sứ điệp mang đến cho dân là một cái gì hết sức khẩn thiết. Đừng đi hết nhà này đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà người ta đón tiếp thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Chúa Giêsu mong muốn cho các sứ giả thừa sai của người không bận tâm về cách được tiếp đón và những tiền nghi vật chất và hoàn toàn dấn thân cho sứ mạng truyền giáo của họ. Hãy chữa lành những người đau yếu ở trong thành và nói với họ rằng nước Thiên Chúa đã đến gần các người. Để hoàn thành sứ mạng đó thì người môn đệ cần sống tinh thần đơn sơ, luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa để dấn thân cho Tin Mừng. Các thánh tông đồ đã sống tinh thần ấy và đã trở thành nền tảng của giáo hội. Sứ vụ truyền giáo của giáo hội cốt yếu là loan truyền tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa được mặc khải cho nhân loại qua chính cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và đó cũng chính là việc loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu chúng ta và muốn mọi dân tộc được hiệp nhất trong lòng thương xót yêu thương của Người. Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội cũng đã khẳng định rằng từ bản tính, giáo hội lữ hành phải truyền giáo.
Vì chính giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa sai đi, giống như Chúa Giêsu đã sai các môn đệ của Ngài năm xưa. Chúng ta hãy đáp lại tiếng Chúa mời gọi trước tiên bằng đời sống cầu nguyện và dấn thân phục vụ giáo hội qua việc giảng dạy giáo lý. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng thể hiện lòng thương xót qua việc quan tâm chăm sóc các bệnh nhân mà chính Chúa Giêsu đã gửi đến cho chúng ta. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Luca là một người ngoại giáo, một thầy thuốc và là một văn sĩ giỏi, đã theo Thánh Phaolô nhiều năm trên đường truyền giáo. Thánh sử Luca đã thuật lại nhiều dụ ngôn rất cảm động và thấm thía, như dụ ngôn hai người con, người trộm lành, ông Sa-kheo thu thuế, người Samaritano nhân hậu. Thánh nhân còn viết Tông đồ công vụ, nói lên sự hiệp nhất, sinh hoạt của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, một cộng đoàn luôn làm mọi việc theo ý Chúa. Nhờ ngòi bút của Ngài, mọi người hiểu rằng giáo hội của Chúa ngay từ lúc ban đầu luôn có Chúa Thánh Thần hoạt động và hiện diện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng cho ta biết những việc phải làm cụ thể khi sống mầu nhiệm thập giá. Người môn đệ đã mặc lấy tinh thần thập giá của Đức Kitô. Đầu tiên phải chấp nhận thực trạng: này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Người môn đệ hiền lành đi vào giữa cường bạo với tấm lòng yêu thương và khiêm hạ, khoan dung và tha thứ, nhẫn nhục và tin tưởng. Những gì được thể hiện ra sẽ thể hiện đức tin vào Thiên Chúa, làm vinh danh Người bởi sống được chân lý tình yêu Chúa Giêsu đã truyền dạy. Còn những người dấn thân sống đời thánh hiến hay gánh trên vai sứ mạng tông đồ cần có cuộc sống thanh cao hơn, tin tưởng và phó thác cho Chúa nhiều hơn. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Nhờ đó sẽ làm vinh danh Chúa hơn. Bước chân người môn đệ hay tông đồ, dù âm thầm hay công khai, được đón nhận hay không được đón nhận, thì cũng phải là những bước chân đem lại bình an. Đây là sứ mạng của những con người mang Chúa đến cho đồng loại. Bởi thế, họ cần có tư cách trung tín và thanh cao, không để mình vướng bận bởi những lợi lộc thấp hèn như ham mê ăn uống, bòn rút tiền bạc của anh chị em, hay muốn được tôn vinh, mặc lấy một thứ hư danh thế tục. Trái lại, phải ra tay làm phúc, chúc lành và cầu nguyện nhiều cho anh em. Nếu có ơn thánh cao, hãy sẵn lòng yêu thương cho đến mức cần làm phép lạ cũng phải làm cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành. Câu triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông thật thú vị khi chúng ta nhìn ra tính chất vi diệu của lời Chúa. Con Thiên Chúa nhập thể, nước Thiên Chúa đã đến giữa nhân gian. Sao lời Chúa lại nói đã đến gần? Đây là một cách diễn tả thật tinh tế sự thật của mầu nhiệm đức tin. Cho dù nước Thiên Chúa có bao phủ lấy ta, như mưa ân sủng yêu thương cứu độ rơi xuống trên ta và trên vạn vật, nhưng nếu ta không đón nhận thì ta cũng không có nước Thiên Chúa, không có sủng ân cứu độ nơi mình. Bởi thế, mãi mãi nước Thiên Chúa sẽ ở gần cho đến khi nào linh hồn thành tâm tin nhận, nước Thiên Chúa mới hòa nhập vào chính họ. Một nam tu sĩ thuộc dòng của mẹ Teresa Calcutta nói với mẹ: thưa mẹ, ơn gọi của con là phục vụ những người cùi. Con nguyện đem tất cả cuộc sống, tất cả năng lực của con để sống ơn gọi ấy. Nghe thấy, mẹ Teresa giải thích: thầy lầm rồi. Ơn gọi của thầy là thuộc về Chúa Giêsu. Chính Ngài đã chọn thầy và công việc mà thầy đang làm chỉ là phương tiện để diễn tả tình yêu của thầy đối với Ngài mà thôi. Do đó,
Công việc mà thầy chọn không quan trọng. Điều quan trọng là thuộc về Ngài, là đón nhận từ Ngài, nhưng phương tiện chỉ để phục vụ Ngài. Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng lên đường rao giảng tin mừng nước trời và tình thương của Chúa cho muôn người hôm nay. Lạy Thánh Sử Luca, xin cầu thay nguyện giúp. Amen. Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những rườm rà, khỏi những gai trà, để cây đời con xanh lá ngày càng đơm hoa kết trái. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài. Chúa thích lấy đi những gì con đang tìm được, để con biết quên chính mình và tìm kiếm Chúa mà thôi. Chúa thích muôn thằng ngày theo nẻo đường Ngài, theo ý của Ngài, để cho đời con đổi mới là niềm vui ơn cứu rỗi. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài. Sống cho Chúa luôn vẫn là cam go hằng ngày, dám luôn can trường dẹp đi bao nỗi sầu vương. Thánh ý Chúa dẫn đường qua những dặm trường, ai có am tường cứ tin và luôn tiến bước, vì Ngài luôn luôn yêu thương. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thuộc về Ngài. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tính khôn ngoan người đời. Cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, xem phim kiếm hiệp, chúng ta thường thấy rằng trong nhà chùa, các đồ đệ được học võ dưới sự hướng dẫn của một vị sư phụ và các bậc tiền bối. Sau thời gian khổ luyện, thỉnh thoảng các môn đệ được sai phái xuống núi để giúp dân chúng. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca đã ghi một bài sai truyền giáo nhắm đến nhóm 12 tông đồ. Chúa Giê-xu đã sai các tông đồ đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Bây giờ, trong bài tin mừng hôm nay,
Thánh Luca lại ghi một bài sai truyền giáo khác nữa, nhắm đến 72 môn đệ. Theo sách Sáng Thế, chương 10, con số 72 là số chỉ tất cả các dân trên trái đất này. Như thế, việc truyền giáo là sứ mạng không riêng của các tông đồ, mà còn của tất cả mọi tín hữu. Nói cách khác, tất cả những ai đã được rửa tội đều có trách nhiệm loan truyền lời Chúa đến cho muôn người. Họ không loan truyền lời Chúa một mình, nhưng với những người khác. Vì tin mừng viết rằng, họ ra đi từng nhóm hai người. Thật vậy, việc đi từng nhóm hai người muốn nói lên rằng, việc loan báo tin mừng không phải là việc một mình cá nhân riêng lẻ, mà là việc của cả cộng đoàn. Không phải là độc quyền của riêng ai, nhưng phải liên đới và liên kết với nhiều người khác nữa. Như thế, việc loan báo tin mừng là bổn phận của tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa và cần có sự cộng tác của tất cả thành phần dân Chúa. Khi cùng nhau cộng tác để rao giảng lời Chúa như thế, người tín hữu đang sống tinh thần hiệp hành mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang mời gọi. Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội luôn mời gọi con cái mình sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng khắp mọi nơi, đặc biệt những nơi biên cương của chiến tranh, biên cương của nghèo đói, biên cương của áp bức, vân vân. Hôm nay, Giáo hội mừng lễ kính Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng thứ ba và sách Công vụ Tông đồ. Thánh nhân đã sống hết mình với lời kêu gọi của Giáo hội. Vì nhiệt huyết rao truyền lời Chúa, Thánh Luca đã lãnh nhận triều thiên tử đạo cùng với Thánh Andre tại Patras. Lời Chúa, nhờ lời truyền cầu của Thánh Luca, xin cho chúng con là những người đã được rửa tội luôn ý thức rằng truyền giáo là bổn phận của tất cả mọi tín hữu, không trừ một ai. Xin cho chúng con nhiệt tâm rao truyền lời Chúa cho mọi người, không chỉ bằng lời nói mang tính xây dựng, mà còn bằng cả việc làm chân ái và đời sống chân thành nữa. Amen. Ra đi, ta ra đi, loan báo tin mừng đến với muôn dân khắp xa gần để nên nhân chứng. Đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu sáng trần đời, xây tình liền đới cho muôn nơi hướng về trời mới. Ra khơi, ta ra khơi, tung lưới cứu người, nương theo hướng gió Chúa Thánh Thần, thuyền ta lướt tới. Vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, dầu thuyền ta yếu đuối trồng chành, phiêu bạt dạt trôi trong lênh đênh nhưng lòng vững tin. Quyết chí bước đi dù cho gian khó lo gì, lệnh Chúa đã truyền hãy đi đến khắp mọi miền, không còn giới hạn biên cương, không còn phân biệt dân lương, nhưng làm cho người muôn phương tin nhận Thiên Chúa tình thương. Ra đi ta ra đi, loan báo tin mừng đến với muôn dân khắp xa gần để nên nhân chứng. Đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu sáng trần đời, xây tình liền đới cho muôn nơi hướng về trời mới. Ra khơi, ta ra khơi, tung lưới cứu người, nương theo hướng gió Chúa Thánh Thần, thuyền ta lướt tới. Vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, dầu thuyền ta yếu đuối trong chành, phiêu bạt dạt trôi trong lênh đênh nhưng lòng vững tin. Ra đi, ta ra đi, loan báo tin mừng
đến với muôn dân khắp xa gần để nên nhân chứng, đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu sáng trần đời, xây tình liền đời cho muôn nơi hướng về trời mới. Ra khơi ta ra khơi, tung lưới cứu người, nương theo hướng gió Chúa Thánh Thần, thuyền ta lướt tới, vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, dầu thuyền ta yếu đuối trong tranh, phiêu bạt dạt trôi trong lênh đênh nhưng lòng vững tin. Tin như vâng lời, thuyền ta lướt sóng ra khơi, theo Chúa kêu mời, hãy ra khơi giữa biển đời, bên bờ an bình mở ra, nơi trần gian đầy phong ba, ta cùng đưa thuyền vượt qua, tiến về bờ bên nhà cha. Ra đi, ta ra đi, loan báo tin mừng, đến với muôn dân khắp xa gần, để nên nhân chứng. Đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu sáng trần đời, xây tình liền đời cho muôn nơi hướng về trời mới. Ra khơi ta ra khơi, tung lưới cứu người, nương theo hướng gió Chúa Thánh Thần, thuyền ta lướt tới, vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, dầu thuyền ta yếu đuối trong tranh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự kiện Đức Giê-xu gọi nhóm 12 và sau một thời gian dạy dỗ họ, người sai họ đi loan báo tin mừng, đều được các tác giả sách tin mừng Nhất Lãm thuật lại. Nhưng chỉ một mình Thánh Luca thuật lại rằng, Đức Giê-xu sau đó sai nhóm 72 người mà chúng ta được nghe nói đến trong bài đọc tin mừng hôm nay. Theo Thánh Luca, trong cuộc loan báo tin mừng đầu tiên, không chỉ có nhóm 12 mà còn có thêm nhiều người rao giảng tin mừng. Việc Đức Giê-xu sai 72 môn đệ vừa báo trước, vừa cung cấp một mô hình cho hoạt động truyền giáo của hội thánh cho mọi dân tộc. Trong truyền thống Do Thái, các dân tộc trên trái đất được nghe công bố lệ luật trên núi Sinai gồm 70 dân tộc, là con số biểu tượng cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Vì vậy, các môn đệ của Đức Giê-xu được sai đến với mọi dân tộc, mọi dân, mọi nước, công bố cho mọi dân tộc rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Tác giả tin mừng viết ra vào thời điểm mà trong mọi dân tộc đã có những chứng nhân về Chúa phục sinh. Đây là thời khắc quyết định trong lịch sử, ở đó mọi người được cống hiến cơ hội trở nên thành phần của nước Thiên Chúa. Phương pháp, tính chất và viễn cảnh của hoạt động truyền giáo được thực hiện bởi 72 môn đệ thì tương tự với những gì được thực hiện bởi nhóm 12. Các chỉ dẫn của Đức Giê-xu mở ra với sự mô tả về tình hình lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Vì thế, anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về, nghĩa là hãy cầu nguyện. Cầu nguyện là linh hồn của việc truyền giáo. Đừng ỷ vào sức riêng, vì nhà truyền giáo chỉ được phong phú trong đức tin và lời cầu nguyện khi họ sống trong mối tương quan tình yêu với Đức Giê-xu, đấng sai họ đi. Sự nghèo khó lúc ban đầu trở thành nền tảng và dấu chỉ sự tự do và tự hiến hoàn toàn cho nhiệm vụ. Điều này được xác định rõ ràng trong một loạt nguyên tắc, không vướng mắc cản trở gì, những người được sai đi đều nhắm thẳng mục tiêu, không dừng lại, những người được sai đi giống như Chúa Giê-xu thiết lập với những người tiếp nhận họ các mối quan hệ mà trong đó cuộc sống bình an trong nước trời đã bắt đầu. Hành vi ứng xử của họ dẫn họ tới chỗ lệ thuộc vào những người tiếp nhận họ. Họ giao phó bản thân và chính cuộc đời cho những người này. Vì thế, các người thừa sai hoàn toàn dấn mình, thậm chí cả sự mưu sinh của mình vào những nguy cơ của sứ mạng. Được tiếp nhận hay bị từ chối, thành công hay thất bại. Những người được sai đi lệ thuộc vào sự hiếu khách của những người đón nhận sứ điệp, nhưng không gì có thể làm họ dừng lại hay cản trở họ thi hành sứ mạng. Họ là những người truyền giáo mang đến lời kêu gọi khẩn cấp cuối cùng về khả năng cứu rỗi. Lời kêu gọi ấy phải đến được tai của mọi người, đến được trái tim của mọi người bằng bất cứ giá nào. Lạy Chúa, cánh đồng bao la bát ngát nhưng còn thiếu thợ gặt. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con
trở nên những thừa sai đích thực, luôn sẵn sàng hăng say loan báo tin mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Ước gì mọi người con của Chúa trên trần gian này đều được quy tụ thành một ràn chiên duy nhất dưới sự lãnh đạo của vị mục tử tối cao là chính Chúa. Amen. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mũi men cho đời, cho người khắp nơi. Từ bao năm qua, lời Ngài hằng luôn thiên tha. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cả Matthew, Marco và Luca đều thuật lại sự kiện Đức Giê-xu gọi nhóm 12 và sai các ông đi loan báo tin mừng. Nhưng chỉ một mình Luca thuật lại việc Đức Giê-xu sai một nhóm môn đệ đông hơn như tình thuật tin mừng hôm nay nhắc đến. Theo Luca, trong cuộc loan báo tin mừng đầu tiên không chỉ có nhóm 12, mà còn có thêm nhiều người khác cùng rao giảng tin mừng. Việc Đức Giê-xu sai nhóm môn đệ này vừa báo trước vừa cung cấp một mô hình cho hoạt động truyền giáo của giáo hội. Đoạn tin mừng hôm nay trình bày việc tông đồ như là sự mặc khải về nước Thiên Chúa và cuộc phán xét đã bắt đầu trên thế giới này. Đó không phải là việc loan báo cho Israel sự vĩ đại của nước Chúa, nhưng là công bố cho muôn dân rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Phương pháp, tính chất
và các viễn cảnh của hoạt động truyền giáo được thực hiện bởi 72 môn đệ cũng tương tự với những gì được thực hiện bởi nhóm 12. Các chỉ dẫn của Đức Giê-xu mở ra với một sự mô tả về tình hình lúa chín đầy đồng được nhắc đến, tương phản rõ rệt với tình trạng thợ gặt thì ít. Vì thế, Đức Giê-xu dạy các môn đệ, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là một lời mời gọi tham dự vào lời cầu nguyện và cuộc ra đi của Đức Giê-xu về với Chúa Cha được diễn tả trong việc người trao nộp chính mình. Này, thầy sai anh em đi, như chiên con đi vào giữa bầy sói. Các thợ sai không bao giờ được ỷ vào sức riêng, quyền lực hay bạo lực. Các ngài chỉ được phong phú trong đức tin và lời cầu nguyện để giữ mình trong mối tương quan tình yêu với Đức Giê-xu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự nghèo khó lúc ban đầu sẽ trở thành nền tảng và dấu chỉ sự tự do và tự hiến hoàn toàn của các môn đệ cho nhiệm vụ duy nhất, sẽ giải phóng các ông khỏi mọi sự cản trở hay trì hoãn. Tất cả điều này được xác định rõ trong một loạt các nguyên tắc. Các môn đệ được sai đi không vướng mắc điều gì, nhắm thẳng mục tiêu, không dừng lại, ngay cả để chào hỏi, là điều mất khá nhiều thời gian theo phong tục phương Đông. Trái lại, việc chào hỏi chỉ dành cho những người mà sứ mẹ nhắm tới. Việc chào hỏi này không chỉ là một lời tiên tri hay công bố, nhưng là một lời nói hiệu quả đem lại niềm vui và hạnh phúc, là sự bình an của thời đại Mê-si-a kèm theo ơn cứu rỗi. Các môn đệ giống như Đức Giê-xu thiết lập với những người tiếp nhận các ông mối tương quan mà trong đó cuộc sống bình an của nước trời đã bắt đầu. Hành vi ứng xử này dẫn các ông tới chỗ lệ thuộc vào những người tiếp nhận, giao phó bản thân và chính cuộc đời mình cho những người này. Vì thế, các thửa sai hoàn toàn dấn mình, thậm chí cả sự mưu sinh của mình vào những nguy cơ của sứ mạng, được tiếp nhận hay bị từ chối, thành công hay thất bại. Các thửa sai lệ thuộc vào sự hiếu khách của những người đón nhận sứ điệp, nhưng không gì có thể làm các ngài dừng lại hay cản trở các ngài thi hành sứ mạng. Các ngài là những nhà truyền giáo mang đến lời kêu gọi khẩn cấp về ơn cứu rỗi. Lời kêu gọi ấy phải đến được tai của mọi người, đến được trái tim của mọi người bằng bất cứ giá nào. Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt qua những cản trở và trì hoãn để toàn tâm toàn ý chu toàn sứ mạng Chúa đã ủy thác cho chúng con khi chịu phép rửa. Đó là loan báo tin mừng cho muôn dân nước. Amen. Chúa đã sai con đi mang sứ điệp cuộc đời. Ngài đồng hành bên con và cùng con đi gieo niềm tin mến. Chúa đã thương yêu con từ mãi xưa xa vời. Ngài mời gọi con đi và truyền tin vui sứ điệp tình Ngài. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương trong tin yêu hy vọng thành men muối ước đời sâu vương. Chúa đã sai con đi mang sứ điệp diệu vời và cuộc đời con đây nguyện Ngài xin vâng trong đời phó thác. Chúa mãi luôn bên con trong lũng sâu cuộc đời. Ngài đồng hành theo con một đời thương yêu bước đi cùng Ngài. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương trong tình yêu hy vọng thành men muối ước đời sâu. Thank you.
đã sai con đi mang sứ điệp diệu vời, và cuộc đời con đây nguyện ngài xin vâng trong đời phó thác. Chúa mãi luôn bên con trong lúc sâu cuộc đời, ngài đồng hành theo con một đời thương yêu bước đi cùng ngài. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng bên thương trong tin yêu hy vọng thành men muối ướp đời sâu. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca nói đến việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng. Chúng ta tự hỏi, tại sao Thánh Luca lại nói đến 72 môn đệ được sai đi rao giảng? Thưa, bởi vì Thánh Luca nhận thấy mình cũng là người được kể vào số những người được chia sẻ sứ mạng rao giảng, chứ không phải chỉ có 12 tông đồ. Đối với Thánh Luca, con số 12 tông đồ rất là quan trọng cho việc đại diện Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng. Nhưng thánh nhân nhìn xa hơn con số 12 này. Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa có thể kêu gọi mọi người chia sẻ sứ vụ của Thiên Chúa. Mọi người đều được mời gọi đáp trả sứ mạng phổ quát, đó là rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Nói cách khác, đã là người Kitô hữu là phải chia sẻ sứ mạng này và chu toàn sứ mạng ấy với một lòng nhiệt thành và yêu mến Chúa. Vậy sứ mạng chính của việc rao giảng tin mừng này là gì? Thưa, đó là rao giảng sự bình an. Sự bình an theo Thánh Luca, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Như thánh nhân đã viết ngay đầu sách tin mừng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Rõ ràng, người được bình an là người được Chúa thương. Điều này đã được Thánh Luca nói rất nhiều trong tin mừng của Ngài qua các trình thuật và dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chẳng hạn, dụ ngôn con chiên bị mất, dụ ngôn đồng bạc bị mất, dụ ngôn người cha nhân hậu, vân vân. Như vậy, rao giảng bình an tức là rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót đó không gì khác hơn là hành động chữa lành của Chúa Giêsu trước những đau khổ của con người. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Để làm được sứ mệnh cao cả này, Chúa Giêsu đưa ra những lời khuyên: đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Người ta cho ăn uống thức gì thì ăn thức đó. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Tất cả những lời khuyên đó không phải là lời cấm đoán hay là lời khuyên nhủ từ bỏ. Nhưng trên tất cả, đó là lời mời gọi những ai đã làm môn đệ Chúa Giêsu và cộng tác vào sứ mệnh tin mừng. Hãy có thái độ sẵn sàng chịu mất mát, chịu tổn thương. Có trải nghiệm sự mất mát, sự tổn thương thì người môn đệ mới thấu hiểu và cảm thông được những gì là khổ đau, là thương tổn của phận người, để thể hiện lòng thương xót như thầy mình và để chữa lành như thầy mình. Đó là tất cả khuôn mặt của Chúa Giêsu đầy lòng thương xót trước thân phận con người mà Thánh Luca đã sống, viết ra và muốn tất cả những ai đã làm môn đệ người cũng có tâm tình biết cảm thương.
con vào đời cùng tìm đến những ai đói nghèo, với con vào đời đến với người đói rách tanh hôi, với con vào đời tìm trẻ thơ đời thiếu tiếng cười, với con vào đời đưa tin mừng niềm vui đến muôn nơi. Cùng Chúa ta vui lên đường, cùng Chúa khó nguy coi thường, vì Chúa chấp nhận tha nhân, vì Chúa yêu người hiến thân. Hôm nay ngày 18 tháng 10, Giáo hội mừng kính Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức ăn người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo đoạn trình thuật của Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu đã sai 72 môn đệ ra đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Trước khi sai các vị ra đi, Chúa Giêsu đã căn dặn nhiều điều. Thầy sai các con ra đi như chiên đi giữa bầy sói. Các con đừng mang theo túi tiền bao bị. Các con hãy chào bình an khi vào nhà ai đó. Hãy chữa lành bệnh nhân và loan báo nước Thiên Chúa đã đến gần. Nhìn vào đoạn trình thuật, chúng ta vui mừng vì hiểu rằng việc rao giảng tin mừng không chỉ được ban riêng cho một ai hay một nhóm người nào đó, nhưng là tất cả chúng ta. Ở đây, con số 72 môn đệ nhắc nhớ đến số dân của loài người mà sách Sáng Thế đã liệt kê. Như thế, dù chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, nhưng ngay trong giây phút hiện tại ấy, Chúa Giêsu vẫn mời gọi chúng ta mang tin mừng nước Chúa đến với anh chị em xung quanh. Đây là lời ngỏ và là ân phúc đặc biệt Chúa dành cho mỗi chúng ta. Loan báo tin vui nước Chúa cho anh chị em. Đồng thời, chúng ta hiểu rằng chúng ta đang đi một con đường khó khăn. Ta sai các con đi như con chiên ở giữa sói rừng. Nước Chúa không giống thế gian. Con đường của Chúa không giống con đường của bao thủ lãnh ở thế gian này. Đi theo Chúa là đi vào một hành trình ngược. Ngược với sự tìm kiếm của thế gian, ngược với những mưu tính thiệt hơn ích kỷ. Ra đi loan báo nước Chúa, người môn đệ có thể sẽ gặp phải những thù nghịch và chống đối. Tuy nhiên, trong hành trình ấy, người môn đệ không đơn độc, vì anh có cộng đoàn. Anh được sai đi không phải một mình, nhưng là được sai đi từng nhóm hai người.
Việc truyền giáo không chỉ của riêng một ai, nhưng là của cộng đoàn. Chúng ta sống trong giáo hội, chúng ta không đơn lẻ, nhưng cùng với giáo hội, mỗi chúng ta đem tin vui nước Chúa đến cho tha nhân xung quanh. Ra đi loan báo nước Chúa, Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ có một thái độ sẵn sàng. Khi đi đường, các con đừng chào hỏi ai. Sự bệnh rịn hoặc những mối bận tâm khác có thể làm chậm chân người môn đệ. Sứ vụ nước Chúa là cấp bách. Một khi nhận ra điều Chúa gọi mời, thì chính là lúc mình sẵn sàng vâng theo. Không ai tự nhận rằng tôi sẵn sàng cho sứ vụ Chúa trao. Thế nhưng, chính mình lại loay hoay lo tìm những điều nào khác không hợp với sứ vụ của Chúa gửi. Được Chúa sai đi, hẳn nhiên chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta được thụ nhận lời gọi sai đi. Nhìn thấy đồng lúa chín, chúng ta sẽ xin Chúa sai chúng ta đi. Được sai đi, thế nên chúng ta sẽ mang lấy tinh thần của đấng sai chúng ta đi. Đồng thời, trong sự khiêm tốn và phó thác vào ơn Chúa giúp, chúng ta tin chúng ta có thể thực hiện được những gì Ngài trao phó. Cho đến hôm nay, sứ vụ truyền giáo luôn là lời gọi cao quý dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta, dù là ai, dù ở không gian và thời điểm nào, vẫn có thể đem tin mừng nước Chúa đến cho anh chị em xung quanh. Hay chúng ta vẫn có thể trở nên một chứng nhân của Chúa giữa cuộc đời này. Như Thánh Luca năm xưa, trong vị trí và vai trò của mình, Ngài đã làm chứng cho Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Với tin mừng của Ngài, chúng ta được nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa và nhận biết tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu. Mãi cho đến tận cuối cuộc đời mình, Thánh Luca đã không ngừng làm chứng về Chúa. Lạy Chúa Giêsu, khi con nghe được tiếng Chúa mời gọi, xin cho con mau mắn đáp lời thay vì viện lý do để từ chước. Lạy Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Luca, xin cho chúng con đủ can đảm và nhiệt tâm đem tin mừng nước Chúa đến với bao anh chị em xung quanh con. Amen. Với con vào đời cùng tìm đến những ai đói nghèo, với con vào đời đến với người đói rách tanh hôi, với con vào đời tìm trẻ thơ đời thiếu tiếng cười, với con vào đời đưa tin mừng niềm vui đến muôn nơi. Cùng Chúa ta vui lên đường, cùng Chúa khó nguy coi thường, vì Chúa chấp nhận tha nhân, vì Chúa yêu người hiến thân. Với con vào đời dù trời nắng gió mưa lạnh lùng, với con vào đời đến với người kiếp sống đơn côi, với con vào đời tìm bệnh nhân cuộc sống giá lạnh.